Nào, nghe này. Câu 1. Trong con nói AZ, mặt cầu S của phương trình thì có tọa độ tâm là gì? Nhá. Thì tọa độ tâm cái này chia âm 2, cái này chia âm 2, cái này chia âm 2, Các em lấy 3 này chia âm 2. Các em cứ lấy cái này này. Cái này chia âm 2 này. À, chia cho âm 2 này. Cái này chia âm 2 này, cái này chia âm 2, 2 này. Cứ lấy chia âm 2, 4 chia âm 2 là âm 2, có âm 2 không? Rồi âm 2 chia âm 2 là 1, 1, 8 chia âm 2 là âm 4, đâu rồi? Âm 2, 1, âm 4, đây rồi, đáp án C, xong. Câu 2, <laughs> x là số thực dương tùy ý thì khi đó các em có biểu thức này rút gọn thì bằng gì? Nào cái này chính là x mũ 4 cộng 1 phần 4 tất cả mũ 1 phần 2 thì các em nhân với 1 phần 2 ra ngoài. Được chưa? Thì cái này là 16 phần là x mũ bao nhiêu? 16 phần 16 phần à đâu? 17 phần 16 là 17 phần 8. Nó là x mũ 17 phần 8 các em chọn B rất dễ. Câu 3 cho tích phân từ 0 đến 6 của f(x) dx bằng 18 khi đó tích phân từ 0 đến 2 của f(3x) dx bằng bao nhiêu? Thì trước khi bạn đến với câu 3 thì các em phải nhớ nhớ cho thầy một điều như này. Đó là nếu tích phân từ A Thôi alpha đến beta đi Nó đến beta của fx dx ừ. Nhá Thôi rồi Thì f của ai cộng b dx đi Thì nó bằng gì Nó sẽ bằng 1 phần A Nhân tích phân của A nhân alpha Cộng B Beta thay vào đây là A nhân beta Cộng B của fx dx Được chưa các bạn lưu ý thầy cái này với A khác không Vậy mình áp dụng vào đây Thì mình sẽ có được cái tích phân từ 0 đến 2 của F3 x dx Thì bằng 1 phần 3 nhân với tích phân Cận từ 0 cho đến 6 của FXDX dx Và cái này bằng 1 phần 3 Nhân với 18 Và cái này bằng bằng 6 Bằng 6 các em chọn đáp án B Rất dễ nhá Để chưa Chọn B nhá Rồi tiếp theo là câu số 4 Chúng ta có câu số 4 như sau kéo quan sát này cho hình trụ có độ dài đường sinh thì bằng 4a và diện tích xung quanh à kem biết được diện tích xung quanh của chúng ta thì bằng pi nhân r 2 pi rh đúng không đây là hình trụ nhá lưu ý hình trụ nhá diện tích xung quanh của kem bằng 24 pi được chưa chuẩn hóa một luôn và độ dài đường sinh là kem có h của chúng ta sẽ bằng 4 từ đó ta suy nghĩ ra được r của chúng ta các em xác định được nó bằng 12 chia 4 bằng bằng 2. Do đó thì diện tích một đáy của hình trụ đó là pi r bình phương là diện tích một đáy thì bằng 4 4 pi tất nhiên em phải chết rồi. Xấu quá. Sẽ là 24 chia 2 là 12 đúng không? 24 chia 2 là 12. 12 mà chia cho 4. 12 chia 4 bằng 3 chứ. Ôi chết rồi. 12 chia 4 bằng 3 thì pi r bình phương bằng bằng 9 pi nhá. Tất nhiên em phải nhân được a bình phương nhá. Các em chọn đi, câu 4 chọn đi nhá. Thôi câu nào dễ quá thì để làm nhanh nhá. Các bạn thống nhất không? Câu nào dễ quá thì làm nhanh đi nha, đỡ mất thời gian. Câu số 5 cho hàm số bậc 3 y bằng có đồ thị hình vẽ sau thì hàm số đã cho đồng biến cho khoảng nào? Thì đương nhiên rồi, nó sẽ đồng biến trong khoảng từ 0 đến 2. Đây đồ thị hàm số f(x) mà. Nó đồng biến trong khoảng 0 2. Cái này là cái rõ ràng đúng không? Rồi, câu số 6, chúng ta có bài toán như sau. Các em quan sát này. À, biết đồ thị hàm số này cắt đường thẳng này tại một điểm duy nhất m có tọa AB thì giá trị của thức là a đi 2b là gì? Thì các em thấy phương trình hành độ giao điểm đó là x mũ 3 3x cộng 2. Các em cho luôn nó bằng 2 4x thì cái này đương nhiên tương đương với là x mũ 3 cộng với x thì bằng 0. Vậy các em sẽ có được mỗi nghiệm duy nhất là x bằng 0. Như vậy x mà không thay vào thì thì các em sẽ thay thay vào đây này. x mà không thay vào đây này. Các em sẽ thay vào là các em có được y bằng y bằng 2 nhá. Như vậy thì cái điểm m có tốc độ 2 là 0. m có tốc độ 0 2. Rồi, nên a trừ đi 2b của chúng ta sẽ là 0 trừ đi 2 nhân 2 bằng âm, âm 4. Âm 4 là các em chọn b, câu 6 chọn b rất dễ đúng không? nhá. Được chưa? Thầy chữa hơi chậm đúng không? Rồi, đề này nếu mà chữa chậm này thì sẽ rất là lâu nên thầy sẽ phải chữa nhanh hơn. Sáng mai 5 giờ sáng thầy còn ai tiếp cơ. Nào câu số 7, cho cô giáo nói Z Trong phương trình mặt cầu tâm Y và tiếp xúc với mặt phẳng P. Thì một mặt cầu tâm Y tiếp xúc với mặt phẳng P thì các em biết tâm rồi các em cần xác định bán kính. Thì để xác định bán kính ý, thì các em xác định được cái R của chúng ta chính là khoảng cách từ điểm Y đến mặt phẳng P. Và các em xác định bán kính xong thì các em ra phương trình mặt cầu nhá. Thì cái bán kính các em xác định được ngay đó là gì? Đó là bằng hai Từ đó các em có phương trình mặt cầu của chúng ta là phương C, được chưa? nhá yeah, rất dễ đúng không các bạn comment đáp án cho thầy nhá rồi câu số 8 và câu số 9 luôn câu số 8 trước này cho a là số thực dương tùy ý thì khi đó giá trị của thức này là bằng gì ôi rồi ôi là dễ quá câu số 8 comment thầy phương án là phương án gì câu 8 là c đúng không 5 là số no oh, 5 của A đúng rồi Câu 9 cho con cho dao Z mặt phẳng OXY có phương trình là Z bằng 0 Vậy tất cả các điểm có cao độ bằng 0 Nó đều thuộc mặt phẳng OXY Hay nói khác là mặt phẳng OXY sẽ đi qua cái điểm có tọa độ là có hoành có cao độ bằng 0 thì có mỗi phương án D là phương án ok thôi nhá. Rồi, tiếp theo là câu số 10. Câu số 10 chúng ta có bài toán như sau. Đó là số tập hợp con gồm có 3 phần tử của tập x này là gì? Thì các em thấy là tập hợp x của chúng ta có tất cả là 6 phần tử nên số tập hợp con gồm 3 phần tử của tập x chính là tổ hợp chập 3 phần tử của 6 đúng không? C36. Và các em lấy C36 ra thì các em sẽ có được C36 bằng mấy? Bằng 20 nhá. Như vậy tổng cộng là các em sẽ có 20 tập hợp con gồm có 3 phần tử của tập hợp x. Được chưa? Đấy là câu số 10. <laughs> Rồi, tiếp theo là câu số 11. Một khối chóp có thể tích là V và chiều cao là H thì thể tích của khối chóp đó được tính bởi công thức là gì? Đương nhiên là 3V trên H rõ ràng. Không có vấn đề gì năn tăn cả. Chúng ta sẽ trải qua luôn câu số 12 và câu số 13. Câu số 12 đó là cho khối nón có chiều cao bằng 6 và bán kính đáy bằng 3, thể tích của khối nón thì công thức tính thể tích khối nón là gì? Đó là 1/3 pi nhân r ER bình phương và nhân với h được chưa? Thì đương nhiên các bạn nhân vào thì em ra được phương án là B18pi, được chưa? Rồi, câu số 13 cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn AB với A nhỏ bằng B. S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y 0 và hai đường thẳng x A, B để tính theo công thức sau. Thì câu này các em quá quen thuộc rồi, đó là S của chúng bằng tích phân từ A đến B của f(x) đi, đúng không? Cái này mà kem không làm được thì nói thật với các bạn là kem coi như là mất gốc về ứng dụng tích phân. Tại vì khi kem mới học về ứng dụng tích phân thì đấy là cái công thức đầu tiên mà kem liên quan đến ứng dụng tích phân. Và khi mà dạy tích về tích phân thì các em cũng phải lưu ý điều đấy. Lưu ý về ứng dụng tích phân nhá câu 14 Ok, cho ba cho số thực x thỏa mãn là ba số này theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Như vậy với ba số theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì ta có điều kiện là số đầu cộng với số cuối thì bằng hai lần số giữa. Được chưa? Từ đó các em tìm được x thôi nhá. Ok, tìm được x nhá. Giá trị của số thực x bằng bao nhiêu? Các em tìm được x của chúng ta sẽ bằng là âm 2 phần 5. Đáp án là đáp án D, rất dễ nhá. Không có vấn đề gì năm tăn cả. Đúng không? Rồi, Bây giờ thầy chó đang đến với câu số 15. 15 cho nó có bài toán như sau. Mệnh đề nào trong bốn mệnh đề sau là mệnh đề sai? Thầy hỏi đây. Cái mệnh đề nào trong bốn mệnh đề sau là mệnh đề mệnh đề sai đúng không? Thì rõ ràng các em có được mệnh đề đúng này, đúng này, đúng này. Các em nhìn vào đây các em thấy cái mệnh đề sai này, dấu ở đây phải là dấu âm mới là đúng nhá. 15 xong, được chưa? Ok, mình trải qua câu 16 và câu 17 luôn. Rồi. Câu 16 cho nó có bài toán như sau. Đó là số phức liên hợp của số này là gì? Đương nhiên số phức liên hợp của nó thì các em lấy 1 cộng với 2024i có đâu? Đây rồi, là án A. 16 a. 17 tập nghiệm của bất phương trình này là gì? Thì bất phương trình tương đương với 3 x nó lớn bằng x bình phương cộng 1. Và các em không còn điều kiện là x bình phương cộng 1 phải dương nữa, tại vì đương nhiên x bình phương cộng 1 luôn dương rồi. Cái điều đấy là điều đương nhiên nhá. Thì điều này tương đương với là gì? x bình phương cộng x trừ 2 nó béo bằng 0, tức là x nằm trong khoảng hai nghiệm. Được chưa? Thì cái này các em tương đương được là âm hai bé bằng x bé bằng một Như vậy tập nghiệm bất phương trình này là cái đoạn từ âm 2 đến 1 các em chọn C, rất dễ đúng không? Ok. Câu 19, câu số 2 à câu 18 19 luôn này. 18 đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như hình vẽ thì các em loại đơn phương án là trùng phương này, hàm bậc 4 là loại đi. Còn hai phương án này thì các em thấy hệ số A nó phải dương đúng không? Hệ số A dương các em loại phương án C còn mỗi phương án B. Câu 19 cho khối năng trụ đứng có độ dài cạnh bên và và diện tích đáy biết rồi, thể tích khối năng trụ quá là đơn giản rồi. Thể tích khối năng trụ thì các em lấy độ dài cạnh bên nhân với diện tích đáy thôi nhá. À, v của chúng ta sẽ bằng 4 nhân 12, 4 nhân 12 bằng 40, 48 nhá. Vậy câu 19 các em chọn B, quá dễ đúng không? Không có gì khó khăn cả. Mình sẽ cố gắng để làm nhanh đến câu 30 luôn, đến câu 38 luôn ấy. Mình làm nhanh tầm 38 câu đầu tiên để mình có thời gian chữa 12 câu cuối cùng. Câu 20 cho hàm số bậc 4 y x đồ thị hình vẽ sau thì số điểm cực đại của hàm số đã cho là gì? Các em nhớ là đề bài yêu cầu các em tìm số điểm cực đại chứ không phải là đề bài yêu cầu các em tìm số điểm cực trị nên các em có thể thấy là hàm số này là hàm số có hai điểm cực đại, đúng không? Nên đáp án là đáp án A nhá. Ok. Tiếp theo là câu số 21. Cho phương nói y cho hai vectơ AB giá trị của tích vô hướng a nhân b bằng gì? À nhá. Âm 2 này Âm 12 là âm 14 này Âm 14 chứ 2 là âm 16 Đáp án D Được chưa Đó mình nhập cũng có thể ra được đáp án về toán Nhá Ok Nhá Như vậy câu 21 xong Các bạn nào thắc mắc gì không Để thầy đọc comment một chút nào Nào các bạn nào thắc mắc gì không Không ai thắc mắc gì Thì các em comment HB đi xem 17D thầy ạ à, Hình như thầy sai á D làm sao được à, Đây là dấu nhỏ bằng Thì làm sao D được 17C cho em Em sai rồi nhá Rồi có chữa vận dụng cao luôn không thầy Lúc nào cũng thế mà thầy đã nói thầy like là thầy sẽ like full 50 câu Được chưa Các em yên tâm là một khi thầy Đức đã nói là làm Từ cái khóa 2K1 Thầy bắt đầu like chữa đề cho học sinh từ khóa 2K Là các anh chị 2000 nghìn ấy Và lần nào thầy like chữa đề cũng là full 50 câu Trừ khi hôm nào mà thầy bảo là đề nó dài Nên thầy chỉ trai like mỗi phần vận dụng cao Thì thầy sẽ like cho các em thầm 10 câu cuối Còn hôm nào mà thầy đã nói là like chữa đề là Hôm đấy chỉ có 50 câu Được chưa? Lại câu 21 đi ạ, à, em chưa hiểu cách làm. Sao lại 21 à 21. Ơ sao lại Cái gì đang xảy ra với tôi này? Sao lại 21 chưa hiểu cách làm là sao? Mất gốc, cái này gọi là trường hợp gì nhỉ? Mất gốc ói như thế à? Mất gốc hay là chưa học? Sao lại Thầy ơi, đề này tầm 8 ổn và tầm 9 gì đấy? Ok, không thầy, em mong thầy trả lời đề này tầm 8 Tầm 8 thì em vẫn ở mức trung bình thôi Cũng chưa phải ổn lắm đâu Tầm 9 thì ok rồi Tầm 9 thì ok Đề này cũng có tính phân loại cao đấy Đề này cũng có tính phân loại mà Đề này thì không có câu trận điểm 10 Nhưng mà có độ độ phân loại nó cũng cao Nói chung là nếu mà so với đề tinh tú của thầy thì đương nhiên là dễ hơn Sắp tới là thầy sẽ định hướng là ra đề tinh tú nó nhẹ hơn một chút Học sinh kêu trong nhóm nhiều quá Nó ra đề hơi khó nhá yeah. <laughs> nào câu số 22 nghe này cho con nói z cho ba vectơ u v và w biết rằng khi x bằng m và n tóm lại là tìm x thì ba vectơ đồng phẳng đúng không thì các em lưu ý này ba vectơ đồng phẳng đồng phẳng là cùng năm trăm mặt phẳng ấy thì điều kiện để ba vectơ đồng phẳng là gì à, Đó lưu ý này u v w mà là ba vectơ đồng phẳng đồng phẳng khi nào khi và chỉ khi là cái tích hỗn tạp thầy gọi là tích hỗn tạp tức là có một vectơ nhân vô hướng với tích có hướng của vectơ tích của hai vectơ còn lại nó bằng không ở đây các em không nhất thiết em phải dùng u nhân với vô hướng vw nhá các em có thể dùng là v cũng được nhân vô hướng với u nhân w cũng được hoặc cái khác được các em có thể thay đổi thứ tự ba vectơ này cho nhau cũng ok hết nhá ok ơ xong sau đây này đấy nhá như vậy mình dùng ở đây mình làm nào Bước 1 mình sẽ tính được Tốt nhất là mình tính tích có hướng của U nhân W nhá. Ta xét này U nhân W của chúng ta Tích có hướng kem nhân vào với nhau Sẽ bằng bao nhiêu Thì các bạn có thể dùng Casio ra Đó. Kem dùng Casio ra Hoặc là các bạn có thể dùng Như thầy là thầy sẽ dùng Google Alpha còn các bạn dùng Casio ra nhé, các bạn đứng trong vai trò là đi học thì các em dùng Casio ra 1, 2, 3 nhân với cả vector gì? Âm 3, 1, 4 Rồi, nó sẽ bằng bao nhiêu? Ok 5 âm 13 7 Cái điều kiện để sao cho 3 vector đồng phẳng là gì Đó là vector V này Nhân vô hướng với cả Tích cỏ hướng của U, W Nó bằng 0 đúng không Thì điều này xảy ra khi nào 5X này Trừ đi 13 nhân với 1 trừ đi 2X này Cộng 7 nhân X cộng 1 bằng 0 này Được chưa Đương nhiên tới đây các em tìm được X nhá Ok nhá Thì các bạn giải cái này ra các em tìm được X thôi Quên hết công thức là, là toang rồi đây, sâu cái này ra Ờ, oh, là 5X Các em dùng Casio ấy, trừ 13 Các em dùng cái chức năng ship, ship sâu ấy X cộng 1 bằng 0 Ok, cái này các em tìm được là X của chúng ta Sẽ bằng là 3 phần 19 Vậy ta có được M của chúng ta sẽ bằng 3 này N bằng 19 này Nên để bài yêu cầu các em tính M cộng N thì bằng 22 M cộng N bằng 22 Câu 22 và đáp án là 22, rất tuyệt vời Được chưa? Thầy yêu dấu, em nghe nói năm nay mình không có đề minh họa hả thầy? Cái đấy là thầy cũng đang nghe nói đấy. Thầy cũng nghe nói như vậy. Nhưng mà có hay không là do quyết định của bộ, chúng ta không thể biết được. Chính ra có thì vẫn hay hơn. Mặc dù là các em biết là đề minh họa thì nói thật là đề minh họa chỉ để tham khảo một chút thôi. Chứ thực ra chả năm nào đề minh họa nó giống với đề thi thật cả chả năm nào đề minh họa mà nó giống thi thật cả nhưng dù sao bộ ra đề minh họa thì nó cũng là một cái đơn vị để các em có thể tham khảo nhé thầy cũng đang chờ đề minh họa có đề minh họa để chắc chắn thầy giải chữa luôn nhưng mà đang chờ nào câu này cho con nói z cho phương trình tham số đường thẳng delta đi qua điểm m và có với một vectơ chỉ phương a là gì à, câu này dễ quá nhỉ được chưa các bạn tự làm nhé đây là hai một đúng không hai âm ba dương một kem chọn b nhá à, câu này chắc chẳng có gì để để phân tích nữa rồi thôi thầy sẽ nói luôn 24 25 ba câu tiếp theo đi tại vì nó cũng chả có nó đi z mặt phẳng p đi qua điểm a vuông góc với đường thẳng d có phương trình là gì thì các em xác định được luôn cái ud à, up chứ à, np chứ xin lỗi bạn vì p vuông góc với d nên np bằng ud luôn đúng không và ud của chúng ta là hai âm một 3. Ngoài ra P đi qua điểm A nữa thì các em sẽ chọn được phương án là phương án C nhá. Đó, thì các em sẽ viết được phương trình mặt phẳng P khi các em viết được vectơ pháp tuyến và đi qua một điểm. Tập xác định của hàm số này là gì thì điều kiện để hàm số này xác định là gì? Đó là x 1 nó phải dương, tức là x lớn 1. Như vậy tập xác định hàm số này là khoảng từ 1 đến vô cùng là các em chọn B nhá. Trong mặt phẳng tọa độ xy thì điểm biểu diễn hình học của số phức z có tọa độ là gì? Thì các em nên viết lại z của chúng ta nó là 2 3 i theo đúng phần thực viết trước phần nào viết sau. Thì từ đó ta sẽ suy ra cái điểm của chúng ta có độ là 2 trừ 3 Viết đúng theo thứ tự phần thực và phần ảo thôi Ở câu 26 thầy phải lưu ý cho các em này Có một số bài toán ấy Có một số bài toán ấy mà người ta hỏi các bạn là điểm biểu diễn hình học của số phức liên hợp của số phức Z là gì thì cái đấy người ta rất là hay nửa các bạn kiểu đấy Thì đáp án phải là 2, 3 Tức là các em đọc mà các em kiểu các em làm nhanh quá Cho so các em thiếu mất chữ liên hợp ấy Là các em sai lưu ý điều đấy nhé Học vận dụng cao mua khóa nào ý cả nhà ơi Bạn nào giỏi inbox mình học vận dụng cao thì các em học tổng ôn luyện đề là được rồi nếu mà bây giờ mà các em chỉ quan tâm đến vận dụng cao thì các em có thể học tổng ôn luyện đề nếu mà cần thiết thì các em mua thêm khóa y nữa đăng ký thêm khóa y nữa cũng được nhưng mà thực ra học liệu cao thời điểm này thì các em học tổng ôn luyện đề là khá ok nếu mà các bạn học chắc rồi nào câu 27 này cho hàm số bậc 3 y bằng mx có bảng biến thiên nhìn vẽ sau đó thì số nghiệm thực của phương trình này là gì thì cái phương trình của chúng ta sẽ tương đương điều gì đó là fx của chúng ta bằng 5 phần 4 đúng không? Được chưa? fx bằng 5 phần 4 thì các em vẽ đường y bằng 5 phần 4 ra. Đây là đường thẳng y bằng 5 phần 4 này. Các mình quan sát nhé. Đó, đương nhiên nó nhỏ 5 và nó lớn 1. Như vậy thì phương trình này nó sẽ có 3 nghiệm. Được chưa? 27 là các em chọn A. 3 nghiệm thôi. Rất đơn giản. Được chưa? Ok. Không gì năn tăn cả. Đúng không? 28, 29 và 28, 29 luôn này. Thầy chữa câu 28 nhé. Cho hai số phức Z1 và Z2 thì phần ảo của số phức Z1 trừ Z2 là gì? Các em lấy 3 trừ điểm 5 là dương 8, các em chọn C, câu 28 chọn C. Câu 29 cho hàm số fx có đạo hàm f phải biết rồi thì khẳng định nào dưới đây luôn đúng, được chưa? Thì các bạn thấy là như này này. f phải x của chúng ta sẽ có hai điểm cực trị là điểm x bằng 0 và x bằng 3. Đó. Thì các bạn thấy đây là dấu dương âm và đây là dương. Nên fx của chúng ta sẽ như nào? Đồng biến này, nghịch biến này, đồng biến này Vì thế nên khẳng định nào đúng Thì các em nhìn vào cái phần lựa chọn này Thì các em thấy ngay được phương án F3 mà lớn F0 Sai đúng không F3 lớn F2 cũng sai, F3 thấp nhất này F5 lớn F6 là sai, ơ hóa ra A à, đúng à Thầy cứ nhìn từ D ngược lại Ơ A à, đúng này, F0 lớn F1 này F1 đây, đấy F1 này Thì rõ ràng F0 lớn F1 là đúng Ồ, Hóa ra ngay từ cái A đúng Gần gần ngay trước mắt Mà chúng ta cứ đi nhìn cái D ngược lại lâu hơn a à, đúng nhá được chưa a à, đúng ừ. rồi ok nào có 30 cho hàm số fx có đạo hàm liên tục trên đoạn từ 2 đến 7 biết f2 biết rồi và tích phân từ 2 đến 7 của f phải x bằng 14 thì giá trị của f7 bằng bao nhiêu các bạn sẽ có được 14 của chúng ta sẽ là tích phân từ 2 đến 7 của f phải cái nguyên hàm của dx nó chính là F'X. Các em lấy cận từ 2 đến 7 cho thầy. Thì đương nhiên rồi nó chính là F7 trừ đi F2. Và đề bài cho F2 bằng 5 thì cái này là F7 trừ đi 5. Sau đó thì các em sẽ có được F7 của chúng ta bằng mấy? 14 cộng 15. 14 cộng 5 bằng mấy các em? Bằng 19. 19 các em khoanh vào phương án A. Được chưa? Câu 30 các em chọn A. Nha. Rồi, tiếp theo là câu số 31. câu 31 này, cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn từ 0 đến 1 và kem có tích phân từ 0 đến 1 của f(x) dx thì bằng 3. Thì giá trị này bằng bao nhiêu? Thì đương nhiên, cái y cần tìm ấy nó là 2 lần tích phân từ 0 đến 1 của f(x) dx cộng với tích phân từ 0 đến 1 của của dx. Rồi, cái này bằng 2 nhân với 3 này cộng với cộng với 1 thì bằng mấy? Bằng 7. Đáp án D, thế thôi. 31D nhá. 31D, được chưa? Rồi, sắp đến phần khó rồi các em. Câu 32. Câu 32 cho có bài toán như sau, tập nghiệm của bất phương trình này là gì? Được chưa? Thì phương trình tương bất à phương trình tương đương với 5 mũ x bình phương trừ 1 này thì bằng 5 mũ 3 này. Vậy các em tương đương được x bình phương trừ 1 nó phải bằng bằng 3. Vậy các em sẽ có được x bằng 2 hoặc là x bằng trừ 2. Nên tập nghiệm của bất phương trình này là tập hợp cùng của hai phần tử là 2 và trừ 2 nhá. 32 các em chọn C, rất dễ, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 33. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là đường thẳng có phương trình là gì? Đó là y bằng âm 3 đương nhiên rồi. Y bằng âm 3 đâu rồi? Y bằng âm 3. kem chọn D thế thôi. Nhá. Đấy. Những câu này là những câu xứng đáng ở mức 1. Những câu này nên để ở những câu đầu. Thôi đề này, này sắp xếp theo thứ tự nó không được không được chính xác lắm. Nào, câu 34 đạo hàm của hàm số này trên khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng tất đạo hàm trên R ấy thì kem có được F và X của chúng ta bằng gì? Bằng 2 mũ 3X nhân với ln 2 nhân đạo hàm của hàm 3x đạo hàm thì đương nhiên rồi bằng 3 nhân với 2 mũ 3x nhân với nén nén 2 được chưa 3 nhân 2 mũ 3x nhân nén 2 các em chọn A nhá 34 chọn A ok bây giờ sang câu 35 này câu 35 một chiếc hộp có chứa 4 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh chỉ khác nhau về màu đấy à, từ chiếc hộp đó lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra 3 quả cầu tính xác suất để 3 quả cầu cùng màu Ok. Thì đầu tiên để mà tính xác suất các em sẽ quan tâm đến cái không gian mẫu. Cái phép thử của chúng ta ở đây là gì? Chúng ta lấy ngẫu nhiên trong hộp ra cùng lúc ba quả cầu, trong tổng cộng là có 9 quả cầu. Vậy nên cái không gian mẫu của chúng ta sẽ có số phần tử chính là số cách để lấy ra ba quả trong tổng cộng là 9 quả. Đồng ý không? Thì đấy chính là cái omega nhá. Câu hỏi bài toán là gì đây? Xác suất để lấy được ba quả cầu cùng màu. Đấy. Thế thì bây giờ gọi A là biến cố là Ba quả cùng màu đi. Thế thì bây giờ cái cái mà các em cần tìm là gì là xác suất của biến cố A. Xác suất của biến cố A thì các em có thể chia nó ra làm hai trường hợp. Trường hợp 1 lấy được ba quả cầu cùng màu đỏ nhá. Ok, trường hợp 1 đó là cùng màu đỏ. Nếu mà ba quả cầu cùng màu đỏ thì các em chọn ra ba quả cầu trong bốn quả cầu, đó là C34. Trường hợp số 2 nó là ba quả cầu cùng màu xanh. Cùng màu xanh thì các em chọn ra ba quả cầu trong năm quả cầu là C35. Như vậy thì cái số trường hợp thuận lợi của biến cố A Các em lấy C34 xong cộng với C35 Vậy thì cái xác suất cần tìm là gì? Đó là số trường thuận lợi biến cố A trên cái omega nó là C34 này cộng với C35 này chia cho C39 để cho thầy trình bày khá là chi tiết rồi đấy nhá. Và các em ra được bằng 1 phần 1 phần 6 đáp án C. Ừ. Nào, chúng ta đến với câu 36 này, các bạn nghe này. Nào nghe này, giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn từ âm 3 đến 2 là gì? Được chưa? Thì câu này thì quá dễ rồi nhá, các bạn tự làm nhá. Các em tính đạo hàm ra, được chưa? Trong vòng thi các em dùng Casio cũng được, thậm chí các bạn dùng Casio. Các em Casio cho nó nhanh. Thầy khuyến khích bài này nếu mà trong vòng thi tại vì đoạn âm 3 đến 2 nó rất là ngắn nên các em dùng Casio cho nó nhanh nhá. Thì câu 36 này thì um, đáp án là B. Thôi, mình bỏ qua câu này nhá. Đồng ý không? Bỏ bỏ qua câu này nhá. Bấm máy nhá, bấm Casio cho nó nhanh. Những cái câu này thì nó quá dễ rồi. Bấm Casio cho nó nhanh. Được chưa? khuyến khích bấm Casio câu này nhá ông ok nhá rồi câu 37 câu 37 bảy là kem dùng thay bồ đấy các em là mình thay bồ đấy nào câu 37 này ừ. có được nhá bạn nê cô chung nhá tham gia thi thử hda là của map map tổ chức thi chung cho học sinh vào tối chủ nhật tuần này nào ba 37 này, thầy đọc đề nhá. Cho khối chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, được chưa? Có SA vuông mặt đáy. Đây, thì khi mà các em có một giả thiết như thế thì các em vẽ luôn này. Vuông tại B đây. Vẽ SA vuông mặt đáy này. Rồi SA vuông mặt đáy ABC đây, được chưa? Xong các em đọc tiếp đề nhá. Rồi, các em có được là AB biết rồi. AB biết rồi. Thầy chuẩn hóa 1 một thì AB bằng căn 2. BC bằng căn 6 vuông tại B như vậy các em tính được là AC bằng 2 căn 2. Đề bài cho góc tạo bởi mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBC bằng 60 độ. Được chưa? Thì đề bài yêu cầu các em tính thể tích khối chóp là SABC, tức là các em cần phải tính cái chiều cao, yếu tố đấy yếu tố chưa biết, chiều cao bằng bao nhiêu. Nhưng các em có một thông tin cực kỳ quan trọng là góc giữa mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBC bằng 60 độ. Thì những bài này thầy khuyến khích các bạn là nên dùng cái kỹ năng tìm góc qua khoảng cách, nó rất là nhanh. Được chưa? Thì kỹ năng tìm góc qua khoảng cách là sao? các em sẽ quan tâm đến góc giữa hai mặt phẳng đó là mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBC thì các em lấy ra một điểm nằm đỉnh cụ thể ở đây chúng ta sẽ có được mặt phẳng SAC và SBC nó có giao tuyến là gì giao tuyến là SC đây là giao tuyến này các em chọn ra cái đỉnh A và các em dùng cái kỹ năng ở lớp 11 một chúng ta học rồi các em tính hai cái khoảng cách là D 1 là khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng SBC rất dễ thôi các em giả sử đặt SA là x đi đó thì các em có D một là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC và cái khoảng cách thứ hai đó là khoảng cách D2, đó là khoảng cách từ điểm A đến cái giao tuyến SC. Sau khi kem tính hai khoảng cách này xong ấy thì cái sin của góc giữa hai mặt phẳng này là bằng 60 độ nữa. Thì các em có sin của góc giữa hai mặt phẳng này là sin 60 độ ấy thì nó chính là tỷ số D1 trên D2. Đây là cái kỹ năng tìm góc qua khoảng cách, đúng không? mối liên hệ giữa góc và khoảng cách. Thực ra chứng minh điều này cực kỳ dễ, bản chất nó xuất phát từ cái góc giữa hai mặt phẳng trong hình lớp 11 thôi. Rồi, bây giờ cái yếu tố khoảng cách các em tính ngay lập tức khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC thì các em thấy đây chính là mô hình khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên Được chưa? Khoảng chân đường vuông góc mặt bên Thì qua kem kẻ vuông BC Đây, nó chính là AH này Nó chính là AH Đó Nó bằng độ dài AH, đúng không? Nó chính là khoảng cách từ A đến SB Như vậy nó sẽ là bằng gì? Bằng x căn 2 Trên căn của x bình phương cộng 2 Được chưa? Tại vì tam giác SAB nó vuông tại A mà Thì khoảng cách từ A AH của chúng ta bằng AS nhân với AB trên SB mà Đúng không? Bây giờ đến được khoảng cách từ ADSC khoảng cách từ A đến AC là AK được chưa và AK nó bằng cái gì cả lớp thì các em thấy là AC của chúng ta thì sẽ bằng là căn của AB bình cộng BC bình cái này bằng hai căn 2 này đúng nhá vậy thì cái này nó là gì AK là đường cao của tam giác vuông SAC thì nó sẽ là x nhân với 2 căn 2. trên căn của x bình phương cộng mấy cộng 8 do đó thì cái tỷ số này các em chia vào cho nhau các em chia vào cho nhau này đó thì các em triệt tiêu x căn 2, x căn 2 triệt tiêu nhá thì các em còn cái này là chia cái này là bằng gì đấy Ok cái này chia cái này nó là căn của X bình phương cộng 8 này Đúng không Mẫu thức của chúng ta là hai lần căn bậc 2 của X bình phương cộng 2 Và sin 60 độ thì bằng kem biết rồi Bằng căn 3 trên căn 3 trên 2 Được chưa Từ đó kem tìm lấy x ngay nhá. Tìm lấy x kem có được x bình phương Cộng với 8 này Thì bằng 3 lần x bình phương cộng 6 Rồi cái này tương đương với 2x bình phương Nó sẽ bằng 2 Vậy các em có ngay được x bằng x bằng 1 nhá. Và bây giờ đề bài yêu cầu các em tính thể tích khối chóp SABC thì các em có được là gì? Rồi thể tích khối chóp SABC nó chính là 1/3 của SA nhân với diện tích của tam giác ABC. Và chính xác rồi, nó là 1/3 của SA là 1 này. Diện tích tam giác ABC nó là 1/2 của AB nhân AC. AB nhân BC, được chưa? Đáp án của thầy trò chúng ta là gì đấy? Nó là 2 căn 3 2 căn 3 chia cho chia 6 thì bằng căn 3 trên 3, tuyệt vời. Tất nhiên em phải nhân thêm a mũ 3 nhá. Căn 3 trên 3 a mũ 3. Được chưa? Nhá. Câu 37 ý, các em chọn được cái phương án A. Câu này các em dùng kỹ năng tìm các khoảng cách. Còn nếu mà các bạn không thì các em phải dùng cái yếu tố hình học thì các em sẽ phải mang tính chất nó phức tạp hơn một chút. Còn nếu mà giả sử mà các em không biết đến kỹ năng tìm góc qua khoảng cách này thì qua A các em kẻ vuông góc với SB qua các kẻ vuông góc SC thì các em sẽ chỉ ra được cái góc giữa cái mặt phẳng là SAB và S à, SAC và SBC chính là góc AKH. Thì cái kỹ năng đấy cũng được tùy nhá. Rồi. Nào bây giờ câu 38 này, nó mình nghe này. Câu 38. Số nghiệm thực của phương trình này là gì? Đó. Rồi, mình nói cái điều kiện thì đã nhá. Dù sao mình cũng nên nói cái điều kiện. Đầu tiên, x bình phương nó phải dương. Thứ hai, 3 chữ x nó phải dương, đi thi làm nhanh cho thầy bước này. 3x chữ 1 nó phải dương. Tất cả điều kiện này gộp lại thì các em chỉ cần là 1 phần 3 bé an x và bé an 3. Rồi, phương trình tương đương điều gì? Phương trình tương đương điều gì? À, đưa hết về cơ số, cơ số 3 nhá. X dương rồi thì đây chính là loga cơ số 3 của x, các em cho 3 bình phương x bình phương thì thành 3 của x. À, cộng với loga cơ số 3 của 3 chữ x. Cái này bằng loga cơ số 3 của 3x chữ 1. Tức đương nhiên là x nhân với 3 chữ x của chúng ta sẽ bằng 3x trừ 1. Được chưa? Thì cái này các em tương đương được là 3x trừ x bình phương nó sẽ bằng 3x trừ 1. Vậy các bạn sẽ có được điều x bình phương bằng 1. Vậy các bạn sẽ có được x bằng 1 hoặc x mà âm 1. Vậy x mà âm 1 là các em loại đi. Không không thỏa mãn điều kiện. X bằng 1 thì nó thỏa mãn. Được chưa? Nên bài này chỉ có một nghiệm thôi. Câu này chính là rất là dễ nhá. Nha Nhá, ok. Bạn anh Phương bảo thầy ơi thể để đề siêu xích xích cuốn xíu tại nó che mất chữ trực tiếp. Như này thì phần không gian viết là ít hơn. Thứ hai là thầy đề ninh đề thầy gửi cho các em ạ. À. Em ơi ninh đề thầy gửi phần caption có rồi mới nhá. 5 giờ sáng mai học gì thế ạ? Đánh giá được ạ? À? Đúng rồi, 5 giờ sáng mai là buổi thứ ba liên tiếp rồi đấy. Đợt này thầy đang ôn đánh giá nó lực vào 5 giờ sáng. Tại vì các em cũng sắp thi rồi. Các bạn đánh giá nó lực thì 27 28 các em thi đợt 1, còn đánh giá tư duy cuối tuần này các em thi rồi. Thầy giảng hay quá, cảm ơn em nhé. Nào, bạn nào mà đăng ký học thầy Đức rồi mà các em học cái dạng này mà các em không biết làm thì thực sự rất có lỗi với thầy. Tại vì là thầy vừa mới dạy xong. Thầy gửi đề sáng mai ngay phần caption có nha Thu Hằng nhé. Phần caption có đấy, được chưa? Các bạn có nhớ là phần caption thầy, à, <laughs> nói nhầm. Các bạn có nhớ là trong khóa y khi mà dạy các bạn về về min max thầy đã dạy các bạn một cái topic liên quan đến tam giác đồng dạng không là bạn nào trong khóa imo các okay, comment thầy xem các bạn có nhớ min max thầy đã dạy các bạn được dạng số 3 hay dạng số 4 gì đấy và trong khóa e hôm trước học về min max thầy cũng dạy các bạn thêm một số dạng khác liên quan đến tích có hướng nhiều lần đúng không đấy bạn nào trong khóa y xác nhận là thầy mới xem nào đấy trong khóa y nhá thì cái này nó khác gì đâu nó không khác gì cả chẳng qua nó phức tạp hơn ở cái chỗ nó điểm mờ thôi đó võ xuân cường cảm ơn em nào, thế thì bây giờ này, các bạn nghe này. Các bạn nghe này. Em xin lỗi thầy, em 2K7 đăng ký khoa học của thầy mà em không làm được, em rất hối hận. Sao 2K7 đăng sao đã làm được bài này? Ý? Em 2K7 học của thầy. Ơ, sao? Hai bạn này, 2K7 đăng sao đã học bài này, Hai, 2K7 mà vào nghe được buổi nay này là quá giỏi rồi em ạ. Nhá. Rồi, các bạn nghe này. Cho con giáo đoạn IZ, cho cái điểm P, Q, R Điểm M di chuyển trong không gian Và thỏa mãn điều kiện là vector MP nhân vector MR Cộng với 75 thì bằng 0 Thì giá trị nhỏ nhất của MP cộng với 2MQ thì bằng bao nhiêu Câu hỏi bài toán là giá trị nhỏ nhất của MP cộng 2MQ thì bằng bao nhiêu Được chưa Cách xử lý bài toán như sau Thứ nhất là chúng ta cần phải quan tâm xem Cái điểm M di chuyển trong không gian nó thỏa mãn điều kiện này Thì điểm M nó nằm ở đâu Các em quan tâm xem điểm M nằm ở đâu đó, điểm M nó nằm ở đâu thì có rất nhiều cách để xử lý điểm M. Nhưng mà tốt nhất ở đây là chúng ta sẽ sẽ gọi mở của tội xyz ra xong em phá bung nó ra là các em tìm được ngay được chưa nào mở độ xyz đi thì các em sẽ có được vector mp bằng gì nào thầy hỏi đây vector mp các em đấy là 7 chữ x này 9 chữ y này âm z này vector mq bằng gì làm này à mr chứ mr mr nhá mr Vector MR là gì? Âm 5 trừ X này Âm 7 trừ Y này Và âm Z Rồi Từ đó ta suy ra được vector MP Nhân vector MR Cộng với 75 Mà bằng 0 Được chưa? Thì điều này chỉ tương đương điều gì cả lớp Điều này sẽ tương đương với Nào nhân vào nhau Đó là Thầy viết là X chữ 7 nhân với X cộng 5 đi Cho nó thuận chiều Cộng với Y chữ 9 nhân với Y cộng 7 Tất nhiên là các em có thể làm cách khác Nhưng cách này thầy thấy nó khá là nhanh được chưa? biến đổi tí là xong nhá cái này là x bình phương này gì nữa? trừ đi 2x trừ đi 35 cộng với y bình phương trừ đi 2y trừ 9763 cộng với z bình phương cộng với 75 thì bằng 0 thì cái này tương đương với là x bình phương cộng với y bình phương cộng z bình phương trừ đi 2x trừ đi 2y nào bây giờ các em lấy um, hóa ra từ đầu đến cuối mình chưa mở máy tính ra luôn đẳng cấp thật âm âm 35 âm 63 cộng 75 Rồi âm 23 trừ 23 bằng 0 Đưa nó về dạng phương trình là x x trừ 1 tất bình phương Đây rõ là phương trình của một mặt cầu đúng không? Cộng với y trừ 1 tất cả bình phương Cộng với z bình phương nó bằng 25 Các bạn ra được mặt cầu Như vậy rõ ràng là điểm m tốt x, y, z nó thỏa mãn điều kiện này Thì điều kiện cần một đủ là gì? Vậy thì m của chúng ta sẽ thuộc cái mặt cầu Đây chính là quỹ tích điểm m S Thứ nhất, mặt cầu của chúng ta sẽ có tâm Y có tọa độ là 1, 1, 0 và bán kính R bằng 5. Ít nhất là các em phải làm được điều này đã. Đấy là tối thiểu nhé các em nhé. Đấy là cái tối thiểu nhé. Tất nhiên các em có thể làm cách khác. Các em có thể lấy trung điểm của PQ. Được chưa? Sau đó các em dùng cái tách vector hoặc là các bạn có thể làm nằm theo kiểu hướng là các em xét vector PQ APR à PR xin lỗi bạn các em xét vector PR bình phương thì bằng vector MP trừ MR bình phương các em xử lý ra thì tất nhiên là có nhiều cách nhưng mà cái cách này vừa đơn giản vừa hiệu quả và nó cũng mang yếu ít yếu tố tư duy ở đấy nên tốt nhất là các em cứ làm này là ok nhá. Sao trên 23 xuống 25 em ơi, em cộng 1, em cộng 1 vào đây thì em phải cộng thêm hai vào nữa chứ. Không có em biết phương trình mặt cầu ra là được mà nhá. Rồi, xong bước 1. Nào, bước 1 này. Bước 1 chính là bước quý tích mở. Bước 2 là các em xử lý vấn đề là MP cộng với 2 MQ min max. Mắc, mắc đúng không? Max min à. Bước 2. Xử lý vấn đề là MP cộng với 2 MQ min. Các em thấy cái hệ số đang nghịch nhau. Thì đây là cái kỹ năng trong cái khóa y thầy dạy rồi. Đó là liên quan đến kiến thức về tam giác đồng dạng thể dạy rồi đúng không? Bây giờ nhá, cái tư duy của chúng ta như này cái điểm M di động trên mặt cầu được chưa chúng ta sẽ quan tâm thêm hai điểm nữa là điểm P và điểm Q thầy viết lại ở đây điểm P có tốc độ gì điểm Q có tốc độ gì nhá P có tốc độ là à, 790 điểm Q có tốc độ gì Q tốc độ 080 bạn nào mà học thầy rồi thì đương nhiên bài này phải làm được tại vì sao thầy dạy khá kỹ dạng này rồi nào các em để ý này cái độ dài IP của chúng ta để xem xem điểm P và điểm Q nằm trong và ngoài và tính chất nó như nào thì cái này bằng căn của 8 bình phương à đâu 6 bình phương chứ bằng căn của 6 bình phương này cộng với 8 bình phương thì nó bằng dương 10. Đó độ dài IP. Trong khi đó độ dài IQ bằng gì? IQ của chúng ta sẽ bằng là căn bậc 2 của 1 cộng với 7 bình phương nó bằng căn 50. Nó lớn R đúng không? Hai cái này lớn R, thậm chí là IP của chúng ta bằng 2R luôn. Tuyệt vời nhá. Như vậy thì ở đây cái kỹ năng làm là chúng ta có thể đưa cái hệ số của chúng ta đang là 1 2 cùng hệ số dựa vào cái IP bằng 2R. Thầy đã dạy các bạn rồi, nên ở đây thầy sẽ nói lại một chút thôi Bạn nào mà chưa học cái dạng này thì các em phải hiểu cái tư duy của chúng ta là như sau Khi các em có điểm P như này Được chưa? Và điểm M thuộc mặt cầu MP đây Các em rất muốn để tạo ra một cái điểm P phải Để sao cho MP lúc nào bằng 2 MP phẩy Để cái hệ số nó giống nhau Các em tưởng tượng như này nhá Bây giờ nhá Nếu như giả sử cái số này không phải là số 2 mà là số 1 Thì MP cộng MQ các em sẽ thấy lớn bằng PQ dấu bằng trải qua là không xảy ra thôi Nhưng nếu mà vì là số này số 2 Các em muốn đưa nó về cùng hệ số thì các em làm nào thì các em có một cái lối tư duy như này tỷ lệ 1 trên hai khi mà các em có ip và hai r ấy các em muốn một tư duy này các em sẽ lấy điểm lấy điểm p phẩy thuộc tia thuộc tia ip sao cho ip phẩy nhân với ip thì bằng r bình phương nhá điều này chỉ xảy ra khi và khi là ip phẩy bằng r bình phương chia cho ip bằng r bình phương trên 2 r được chưa? Bằng R phần 2 Vậy điểm P phải nó nằm ở đây Đấy, Lấy thêm một điểm P phải nó nằm ở đây Thì khi các em lấy điểm P phải đây Các em sẽ chứng minh được một điều cực kỳ tuyệt vời Là tất cả mọi điểm M Các em đều có tính chất Đó là MP sẽ gấp đôi MP phải Nhá Khi đó ta chứng minh được Đó là với mọi M thuộc mặt cầu S Thì MP luôn gấp đôi MP phải Điều này là điều chứng minh được được chưa? Điều này các em luôn luôn chứng minh được Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Bây giờ thầy giải thích sơ bộ lại nhá Thầy giải thích sơ bộ lại này Thì để mà chứng minh điều này Các em xét set... Bây giờ các em đang có hai tỷ số bằng nhau này Các em để ý IP phẩy trên IM Thì bằng IM trên IP nhá. Các em xét hai tam giác đồng dạng Xét tam giác Đó là IP phẩy M Và tam giác IMP nào hai tam giác có gì? Nào góc y chung. Được chưa? Và thứ hai các em có tỉ số nhá. Theo cách này y' thì các em có ip' trên im chính là bằng 1/2 này. Cái này bằng im trên ip đều bằng 1/2. Đều bằng 1/2. Vậy thì hai tam giác này là hai tam giác đồng dạng. Alo. anh đang anh đang nay mà anh đang nay 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 nhá khổ quá sao bây giờ lại nói cái chuyện đấy nhỉ mệt thế nhỉ trời đất ơi các bạn thông cảm nhá nào thế nó nói rồi à quên đấy đang nói hai thằng đồng dạng đúng không <laughs> vậy thì các em có được cái tam giác I, P, M nó sẽ đồng dạng với cả tam giác gì? IMP được chưa? Hai cái này đồng dạng với nhau. Thì chúng ta có điều gì các em? Chúng ta có điều gì? Chúng ta sẽ có được là MP phẩy trên MP nó bằng gì? Bằng IM trên IP đúng không? Mà IM trên IP. Với IM trên IP bằng 1 phần 2. Vậy với mọi điểm M các em luôn luôn có MP bằng 2 là MP phẩy. Đây là điều mình chứng minh nhé. Đấy. Vợ đòi quà mùng 8 tháng 3 Sao bạn này hiểu thấy đấy nhở bạn Đức Anh sao cái gì cũng biết đấy Nghe thấy không à? Có nghe thấy không Hỏi thật các bạn có nghe thấy Thầy cuộc hội thoại vừa nãy Của thấy không Hỏi thật đấy Hôm nay mùng 7 tháng 3 <cười> <cười> Bạn này <laughs> Rồi nhá Thầy đang nói ở đâu nữa nhỉ Ờ à, rồi xong rồi Tới đây xong rồi các em Tới đây thì các em sẽ có được như này nhá Vậy thì Vậy mình có điều gì nào Nào mp Cộng với 2mq đúng không Thì nó bằng Mp bao giờ mà 2 MV phải 2mp phải Cộng với 2mq Wow tuyệt vời không cả Để cả lớp Các em thấy tuyệt vời chưa Nào các em thấy tuyệt vời chưa Chẳng lẽ đã chưa thấy tuyệt vời à Chưa thấy tuyệt vời thì hơi buồn đấy Đây ví dụ điểm Điểm q đây nhá Điểm q đây nhiều quy đây thì các em có được 2 mp phải cộng 2 mq thì đương nhiên rồi nó sẽ phải như nào nó lớn bằng 2 nấn đấy ra thử viết từ từ ra. viết từ, từ từ ra nó bằng 2 nấn mp phải cộng với mq và nó lớn bằng 2 lần p phải quy p phải cố định và q cố định được chưa p phải cố định này các em để ý này p phải cố định này và q cố định này đó p phải các em xác định được tọa độ nhá đây với cái cách này p phải này các em muốn tìm được cái giá, giá trị các em tìm được p phẩy. Bước 3, tính p phẩy q. Tính p phẩy q là xong. Thì các em xác định p phẩy bằng cách nào? Thì các em có được vector ip phẩy. Các em nhớ là độ dài ip phẩy bằng một, ip phẩy trên ip nhá, đây nhá thầy viết từ từ ra nhá. ip phẩy trên ip bằng 1/4. Và điểm p phẩy thuộc tia ip nên ta sẽ có vector ip phẩy Bằng 1 phần 4 vector IP Đúng không? Thôi được rồi Tiếp từ từ Bản chất là như này này Bản chất là điểm P phải Thì IP phải chiếm 1 phần này Chiếm 1 phần này Thì IP chiếm 4 phần Nên P PP P phải chiếm 3 phần Đúng không? Tại vì là IP phải trên IP 1 phần 4 mà Do đó thì các em sẽ có được Cái vector P phải Y Gấp 3 3 là vector P phải y, Cộng với vector P phải P Đây là hai vector ngược chiều nhau Thì bằng Bằng 0 Bằng vector 0 Do đó P phải là tâm tỷ cự của hệ hai điểm y và p với các bộ số 31. Do đó ta sẽ có được là p phẩy được xác định là 3 nấn y cộng với p trên 3 cộng 1 tâm tỉ cự thôi. Hoặc các bạn dùng vector cũng được nhưng thầy thích làm này hơn. Làm này thầy thấy nhanh hơn và nó chính xác hơn nhá. Trong đó thì điểm y các em đã biết tọa độ. Đâu, tọa độ điểm y đâu biết lại một chút nào. y tọa 110. Và điểm p các em biết tọa độ rồi, 790 nhá. Thì các em nhẩm cũng được nhá, nhẩm cũng được. Đây tới đây các em nhẩm ra cũng được. Rồi uh, Đầu tiên lấy Thôi được rồi Casio đi Casio Casio Nha Casio Casio cho thầy nhá Nào uh, Đâu nhỉ 3 lần Y đúng không Phân thức này 3 lần A này Cộng với P gọi là B đi Trên 4 đúng không Nào đầu tiên hoành độ của điểm Y là 1 này Hoành độ của điểm P là mấy Hoành độ của điểm P là 7 rồi 5 phần 2 Như vậy P phải có tốc độ là gì đây 5 phần 2 này Tung độ của điểm Y là mấy Tung độ của điểm Y là 1 Tung độ của điểm P là 9 3 Cao độ của điểm Y là mấy Bài này chữ hơi mất thời gian Tại vì tính toán nó hơi nhiều Cao độ Y là, cao độ điểm P là 0 Ô không luôn này Tuyệt vời nhá Nó là 0 như vậy điểm P phải có tọa độ 5 phần 2, 3, 0. Và điểm Q các em biết tọa độ rồi, 0, 8, 0 nhé. À. Vậy thì các em sẽ có P phải Q của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 5 phần 2 tất cả bình phương cộng với 8 3 tất cả bình phương cộng với 0 0 tất cả bình phương. Nó bằng bao nhiêu đây? Uhm, ấn xem nào. 5 phần 2 tất cả bình phương cộng với 8 3 là 5 bình phương. Nó à, 5 căn 5 trên 2. Đó. Do đó ta suy ra được MP này Cộng với 2 MQ này Lớn bằng 2 lần P phải Q này Bằng 5 căn 5 Đáp án là 5 căn 5 Dấu bằng xảy ra khi M là giao điểm Của đoạn thẳng IP P phải Q Với cả mặt cầu S Nhá. Rồi Bài này sẽ là một bài không quá khó Và có dạng rồi Tuy nhiên là một bài sẽ mất thời gian tính toán Và các em cần phải làm rất cẩn thận Và từ từ nhé Câu 40 lớp mình nghe này. Cho hàm số f(x) liên tục trên R được chưa? Biết rằng f lớn x và g lớn x lần lượt là nguyên hàm của các hàm số là f(x) và FX cộng f(x+1). Thỏa mãn điều kiện này f lớn g lớn 3 trừ đi f lớn 3 thì bằng bằng bao nhiêu đây? Bằng bằng 4. Đó bằng 4 nhá. Thì tính tích phân này. Đề bài yêu cầu các em làm như vậy. <laughs> Rồi, bây giờ như này nhá. Bây giờ như này, Bây giờ như này. Ừ. Các em có một cái giả thiết là gì đây? F lớn x và G lớn x là các nguyên hàm của hàm số này. Đúng không? Ok. Mà các em có đây F lớn 3 trừ G lớn 3. Và các em cần tính tích phân này. Khi các em nhìn vào tích phân này thì cái yếu tố mà các em không biết ở đây đó là G lớn x trừ F lớn x. Và các em có một điều ước. Giá như mà kem biết được g lớn x chỉ f lớn x làm là gì thì thật là tuyệt vời. Thì lúc ấy mình sẽ tính được luôn, đúng không? Và điều ước đấy sẽ thành hiện thực nếu như mà chúng ta để ý này. Thứ nhất là g lớn 3 chỉ f lớn 3 kem có rồi. Thứ hai là fx x và g x là nguyên hàm của các hàm số này. Kem để ý nhá, bây giờ này, kem giả sử hàm số hx của chúng ta, cái này là hàm số mình cần quan tâm và mình cần tính được. Nha, thì mình sẽ có một số thông tin như sau thì cái h phẩy x bằng gì h phẩy x đương nhiên nó bằng g phẩy x trừ đi h À trừ đi f chứ Để viết nhầm đây f đi. f lớn x được chưa Đó, trừ đi f Em lớn x cái em biết được như này nhá f g x là nguyên hàm của hàm số này và f lớn x là nguyên hàm của hàm số này đúng không nên ở đây về cơ bản ấy thì g phẩy của chúng ta là f x cộng một Tại vì g lớn là nguyên hàm của hàm số này. Còn f' của chúng ta sẽ là fx. Dựa theo thông tin đề bài đây, đề bài cho thì mình làm thế thôi nhá. Rồi, thì đương nhiên rồi. À cái này bằng bằng 1. Như vậy các em có h(x) 1. Một một. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời. Và còn một thông tin nữa mà mình biết đó là h tại 3. h tại 3 bằng g3 trừ đi f3 thì bằng 4. Thầy hỏi đây. Bây giờ các em biết h3 và h và x bằng một thì liệu các em có tìm được hàm h, h, h x không có h x thay vào đây kem tìm được tìm được y nhá <laughs> đó vậy thì mình có điều gì nào h x của chúng ta <laughs> h x của chúng ta sẽ là một nguyên hàm của dx đúng không bằng x cộng c rồi thay x bằng ba ta suy ra h 3 thì bằng 3 cộng c và bằng 4 Ngay lập tức kem có c bằng 1 nhá. Vậy hx của chúng ta sẽ bằng gì? C 1 thì các em có HX bằng X cộng X cộng 1 Thế thôi HX bằng X cộng 1 thì HX chính là hàm này này Đây trên HX này Được chưa Vậy thì cái Y cần tìm nó bằng gì Nó là tích phân cận từ 0 đến pi trên 2 Của X cộng 1 Nhân với cả sin X đế Đế X Còn nếu mà các em làm tự luận Các em dùng từng phần Ở đây đương nhiên là chúng ta đang học trắc nghiệm X cộng 1 Các em nhớ là khi mà Casio ấy Thì các em có một cái điều mà các em cần phải lưu ý cái vấn đề của Casio là gì? Cái vấn đề ở Casio ấy là các bạn phải đổi sang cái Radian Ở cái lượng rác em phải đổi sang Radian nhá Các em nhớ là các em phải đổi sang đơn vị góc sang Radian Để cho ấn bằng Ồ oh, quá ngon này bằng 2 Các em không đổi sang ra Radian là Casio nó không tính được đâu nhá Ok bằng 2 Tính được nhá Bằng 2 xong Đi Hiểu bài, gì. hiểu bài không cả lớp <laughs> thầy mấy hôm nay thầy đang bị thức khuya dậy sớm nên đang hơi bị ngạt mũi đỗ ghi hoàng và hiệu này bao nhiêu bạn hiểu bài comment thầy sao nào HB đúng không? Hiểu bài đúng không? <laughs> Hiểu đúng không? Ok tốt rồi nhá. Yeah. Đa số các bạn đều comment HB này, sao bằng 1 vậy ạ? À? Thấy bằng 3 và em, thấy bằng 3 bảo nhá. Yeah. Rồi, mình sang câu 41. Mình sang câu 41. Thầy dạy cuốn quá, cảm ơn em nhé. Yeah. <laughs> Câu 41 này Câu 41 đó mình ơi Nghe nhá Cho cô giao xz Cho điểm K có tốc độ 1 âm 3 không Và mặt cầu S có, em có biết có phương trình rồi Có tâm là Y Được chưa Các em để ý này Mặt cầu S của chúng ta sẽ xác định được là Mình thấy hay có một thói quen ấy Là khi biết này luôn thì viết luôn tâm Y tọa độ gì luôn để vẽ hình thầy biết được cái vị trí tương đối của điểm với cả mặt cầu ấy để xem nó trong hay ngoài mình đức biết mình biết được mình vẽ và mình tưởng tượng đầu trong đầu hình nó dễ hơn nhá thầy hãy quan tâm đến vị trí tương đối luôn nhá y có tốc độ hai âm sáu không và bán kính đó là r của chúng ta sẽ bằng căn 50 đúng không căn 50 của chúng ta sẽ là 5 căn 2 rồi xét các điểm m thuộc mặt cầu s sao cho góc k ok thầy tính luôn độ dài K IK sẽ bằng căn bằng hai của 1 này Cộng 9 này Ok bằng căn 10 Ok như vậy rõ ràng là điểm K sẽ nằm trong mặt cầu Thì mình vẽ hình nhé Đây Điểm Y đây Điểm K nằm trong mặt cầu Và IK có bằng căn 10 thôi Đây là I này Đó K đây K nằm trong mặt cầu Rõ ràng Rồi Xét điểm M thuộc mặt cầu S sao cho góc K M, lớn nhất Lưu ý này Góc K M, lớn nhất Được chưa Nói chung là điểm M nó sẽ di động đâu đó Mà góc K M, lớn nhất Kiểu kiểu như này đó góc KMI lớn nhất Khi đó M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là cái này Thì đề bài yêu cầu kem em là Với ABC có số nguyên Thì để bà bài yêu cầu kem em tính giá trị của A cộng B cộng C Nhá Được chưa Các bạn biết được là như này nhá IK bằng gì Đây là thầy hỏi đây IK bằng gì IK bằng căn 10 kem em có sẵn rồi khi kem có góc này các em phải tập trung vào tam giác IKM. IM của chúng ta bằng R và R bằng 5 căn 2, nó căn 50. Bây giờ các em biến thành bài toán như này Cho tam giác IKM khi các em biết được IK và IM rồi Xác định góc này mắc Góc góc này mắc Nào bằng bao nhiêu Góc IKM Thì đương nhiên các em cứ giả sử KM là x đi Được chưa Thì cái tư duy thông thường của một người bình thường ấy Khi mà làm bài này ấy, Đó là Xem xem mối quan hệ giữa góc và các cái độ dài cạnh của tam giác IKM là gì Dựa vào định lý cốt trong tam giác Được chưa Định lý cốt trong tam giác nhá Thì định lý cốt trong tam giác là gì Cốt của góc IMK nó bằng gì đây? Định lý cốt này. Nó là MI bình, viết từ từ nhá. Cộng với MK bình trừ đi IK bình trên 2 lần MI nhân với MK đúng không? Rồi, các em để ý này. MI bình bằng mấy? Bằng 50. MK bình bằng mấy? MK bình bằng x bình phương trừ IK bình là trừ 10 trên 2 lần MI đâu? MI là 5 căn 2. Được chưa? Nhân với MK đúng không? MK là x rồi, thì đây bằng x bình phương cộng với 40 Chia cho đây là 10 căn 2 lần lần x. Được chưa? Và cái này góc các em lưu ý này. Cái góc này càng lớn thì cái, giá trị cốt càng nhỏ nhá. IMK càng lớn. Tất nhiên nó nằm trong cái đoạn từ 0 cho đến 180 thì cái cốt của IMK càng càng nhỏ. Được chưa? Rồi, bây giờ các em tìm min của anh này. Thì các em thấy là x bình phương cộng 40 trên 10 căn 2 nhân x. Đây là x cộng với 40 phần x đúng không? Đó, các bạn dùng cô si thôi nhé. Đến bằng 1 trên 10 căn 2 này. Nhân 2 căn của x nhân với 40 phần x. Rồi. Thì cái dấu bằng xảy ra khi nào cả lớp nhé. Dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi x bằng 40 phần x. Tại vì người ta quan tâm là dấu bằng thôi Chứ người ta không quan tâm là min bằng bao nhiêu Nên mình đừng quan tâm là min bằng bao nhiêu Mình quan tâm dấu bằng Tương đương với x của chúng ta sẽ bằng căn 40 <laughs> Được chưa? Nhá Ok Như vậy thì các em nhìn vào tam giác IKM Wow Khi mà dấu bằng xảy ra thì tam giác IKM nó có tính chất gì các em Các em có thể căn 10 này Cái này là căn 40 này Và các bạn có nhìn ra cái này căn 50 không? Căn 50 này Đúng không? Bạn kính R bằng căn 50 mà À hóa ra đề bài cho này là đề bài cố tình cho con này vuông rồi Nha, IKM Vậy thì khi đó các em phát hiện ra được điều Cực kỳ tuyệt vời Đó là Ki bình phương cộng với Km bình phương Là bằng Im bình phương Từ đó ta suy ra được nào. Suy ra gì Góc Ikm Vuông Vậy thì M của chúng ta luôn nằm trên mặt phẳng Đi qua điểm K Và vuông góc với Ki nhá. M sẽ thuộc một mặt phẳng Được cho cả lớp Qua K vuông góc với KI được chưa qua k vuông góc với cây nhá rồi thì ta suy ra phép phát tuyến của mặt phẳng đấy nó sẽ bằng gì bằng phép tử ik luôn đúng nhỉ ok I đây k k tọa độ biết rồi đúng không bằng phép tử k -i luôn k y kem là i trừ k âm sáu mà chỉ đi âm ba là âm ba rồi không không là không ok xong rồi Nên ta suy ra phương trình mặt phẳng đấy là gì? Ok, 1 nhân với đi qua điểm K đúng không? X chữ 1 này. Cái này trừ đi 3 nhân Y cộng 3 này. Được chưa? Cộng với 0 nhân với OK bằng 0 nhá Thế tương đương với X này. Trừ đi 3Y này. Ơ sao thầy thấy nó cứ sai sai của gì nhỉ? Điểm Y có tọa độ là âm 6, 2, 0 khi đó mở luôn một mặt phẳng có phương trình À không có sai gì đâu nhỉ. trừ đi 10 bằng 0 nhá. Ok, như vậy thì các em sẽ có là a bằng gì? A là a theo y, B là b theo z, C là c theo hệ số tự do. Nên a cộng b cộng c ồ không sai, nha may quá. a cộng b cộng c bằng -13 nhá. Không sai, không sai tí nào nhá. Ok âm 13 Các em chọn được cái phương án là phương án D Nào các bạn hiểu bài không Rồi bây giờ nhá Nghe này Nghe nhá Nghe nghe kỹ này Nghe kỹ này Nghe kỹ này Nghe kỹ này Các em có nhớ được cái mối quan hệ gì Giữa ZW ngang với Z ngang W Thầy dạy các bạn về xử lý bài toán nhiều số bức trong khóa y Bạn nào mà học rồi thì các em sẽ Sẽ làm được thôi nha Các bạn để ý này Cái mối quan hệ các em để ý nha Lưu ý này ta xét cho thầy một số cái yếu tố như sau Kem bình phương này nên là chín của chúng ta sẽ bằng đun của z cộng với w bình phương và cái này bằng gì bằng z cộng w nhân với số phức liên hợp của z cộng w vì sao lại có cái sự việc này cái sự việc này nó xuất phát từ cái lý thuyết đó là đun của z bình phương thì bằng z nhân với z ngang vậy thôi được chưa? Ok. Mục đích của thầy là tạo ra Z và W ngang. nhá. Rồi. Cái này bằng gì? Bằng Z cộng với W nhân với Z ngang cộng với W ngang. Tại sao lại có sự việc này? Sự việc này nó xuất phát từ cái điều đó là AZ cộng với BW. AB là số thực nhá. Thì bằng AZ ngang cộng với W ngang. Và cụ thể trong bài toán này nếu mà Z cộng W thì nó là Z ngang cộng với W ngang. Vậy thôi nhá. Đây là lý do. Yeah. thầy viết bút này là lý do để chơi rồi thì nó bằng gì đây bằng z nhân với z ngang cộng với zw ngang cộng với z ngang w cộng với w nhân w ngang được chưa rồi thì nó bằng gì tiếp z nhân z ngang thì bằng mô đun của z bình phương w w ngang thì bằng mô đun của w bình phương cộng với z w ngang cộng với z ngang w được chưa ok nhá yeah. thì đây mình luôn luôn có mối quan hệ này Vậy thì từ cái này bằng 4 nhá. Yeah. Vậy thì từ cái này bằng 4. Vậy thì từ cái ZW ngang cộng mấy Z ngang W bằng 4 thì ta sẽ rút ra được là mô của Z bình phương cộng mô của W bình phương đó bằng mấy? 9 trừ đi 4 bằng mấy? 9 trừ 4 bằng 5. Các em nhìn này nó dễ nhìn hơn, đúng không? <cười> <cười> nhìn này nó dễ nhìn hơn nhé <laughs> được chưa được chưa được chưa <laughs> xong bước một này bây giờ sang bước hai tiếp tục với một cái tư duy giống hệt như thế này các em xử lý cho thầy lần lượt từng thứ một nhá xét a bằng cái này Được chưa? Mình sẽ A bằng này đi Thì các em hiểu là như này nhá A bình phương bằng gì? A bình phương này Thì bằng mô đun của 3Z trừ W bình phương Đúng không? Thì đây bằng 3Z trừ W Nhân với 3Z trừ W Ngang như này Được chưa? Nằm giống hệt tư duy như này nhá các em nhá Thì bằng 3Z trừ W Nhân với 3Z ngang trừ W ngang rồi ok, thì cái này bằng gì? Phá bung nó ra 9Z nhân Z ngang cộng W nhân W ngang trừ đi 3 lần Z W ngang cộng với Z ngang W đúng không đúng không đấy rồi thì bằng 9 lần mô đun của Z bình phương cộng mô đun của W bình phương trừ đi 3 nhân 4 trừ 12 các em tiếp tục các em xét cho thầy cái B bằng cái còn lại B bằng mô đun của đây là Z trừ 3 lần W ngang đúng không được chưa thì ngay lập tức các em có B bình phương bằng gì B bình phương bằng gì cả lớp nào B bình phương bằng gì cả lớp B bình phương bằng gì bằng Z trừ đi 3W. Z trừ đi 3W ngang như này. Được chưa? Thì cái này bằng Z trừ đi 3W. Làm giống hệt như cái tư duy này thôi. Được chưa? Rồi, cái này bằng Z. <laughs> Z ngang ngang. Cộng với 9 lần W, W ngang. Trừ đi 3 lần Z, W ngang. Cộng Z ngang W. Đó. Bài này bạn nào mà mới tiếp xúc thì thực sự là một một ác mộng luôn ấy. Môn W bình phương Được chưa? Trừ đi 12 Được chưa? Như vậy là các em sẽ suy ra là gì? Suy ra A bình cộng B bình bằng gì cả lớp? A bình cộng B bình cộng lại với nhau nhá Thì cái này là 9 cộng 1 là 10 này 10 lần mô của Z bình phương Cộng với 10 lần môn của W bình phương Được chưa? Đây cái này này Cộng với cái này thì bằng 10 Thế thôi Còn cái âm 12 Mấy cả âm 12 thì cái này thành trừ 24 Thì cái này bằng 10 lần Môn của Z bình cộng mô đu của W bình trừ 24. Thì các bạn để ý này. Mô đu của Z bình cộng mô đu của W bình bằng bằng 5. Như vậy 10 x 5 là 50, 50 trừ 24. 50 trừ 24 bằng 26. Nhá, yeah, bằng 26. Vậy thì các em phát hiện ra là à, A bình cộng B bình bằng 26. Nhá. Yeah. Vậy ta suy AP của chúng ta sẽ bằng A cộng B. Đó. Đó. Ờ. Thì P bình của chúng ta sẽ bằng A cộng B tức là bình phương. Nó nhọn bằng 2 lần A bình cộng B bình Nó bằng 5 mấy? 52 Đó Nên ta suy ra P sẽ nhọn bằng căn 52 Tại P luôn luôn là lớn bằng 0 nhá hai cái mô đun kia thì luôn không âm Được chưa? Ok à, Ta suy ra M lớn bằng căn 52 Dấu bằng sẽ ra khi nào? Dấu bằng trong vấn đề này sẽ ra khi A bằng B Đúng không? A bằng B bằng căn 13 Được chưa Với các em thế vào các em có thể tìm được yeah. Ok Thì tóm lại là các em sát phép ra M lớn bằng căn 52 M lớn bằng căn 52 Rồi Bây giờ nhá Các em còn một bước nữa Bước tìm min Đó. Đó. Mẹo làm từ tựa... Mẹo này Bước 3 Là tìm min nhá Thôi là mình cứ làm xong Bước tìm min đi Xong thầy nói mẹo sau Tìm min thì các em lưu ý này Mô của Z1 Cộng mô đung của Z2 Thì lớn bằng mô đung của Z1 cộng Z2 Dấu bằng xảy ra khi Z1 trên Z2 nó là một số thực dương Hoặc là không âm Một số thực không âm hoặc là Z2 bằng 0 Được chưa? Dấu bằng xảy ra khi nào? Z2 bằng 0 này Hoặc là Z1 trên Z2 Nó bằng K lớn bằng 0 K thuộc Đương nhiên là K thuộc R K lớn bằng 0 tức là z1 z2 là một số thực nhá. Yeah. Thì mình áp dụng ở đây thì mình tìm được min luôn nhá. Yeah. Vậy thì biểu thức P biểu thức P của chúng ta sẽ bằng mô của 3z w cộng mô của z đi 3w thì lớn bằng mô của 3z w này cộng với mô của z đi 3w các em ghi vào này. Đấy, thì cái này bằng gì? Mô của Mô của gì đấy? của 4 lần mô đun của Z chỉ W đúng không? 4 lần mô đun của Z chỉ W Được chưa? Những đề bài lại cho kem thông tin Về mô đun của Z cộng W cơ Thì mình phải làm thế nào cả lớp? Bây giờ đề bài cho kem thông tin Về mô đun của Z cộng W Đó Thế thì bây giờ nhá Bây giờ Kem muốn tạo ra cái Z cộng W Thì kem không làm này nữa Mà kem đổi dấu Bây giờ nếu mà kem làm luôn thế này Thì kem fail Thật ra tới đây vẫn làm được Nhưng nó sẽ hơi vất vả thì thay vì thế các em chỉ cần đổi dấu lại này, này Đổi dấu lại này, này Thành 3W Z Nó ngay lập tức các em sẽ xuất hiện nhá 3W Z Thì ngay lập tức các em sẽ có xuất hiện ngay là mô đun của 3Z cộng 3Z W này Cộng với 3W Z Thì các em thấy ngay được nó chính là mô đun của Cái này là 2Z cộng với 2W Được chưa Và cái này bằng 6 Thì nó rất là nhanh Được chưa Nhá Ok Vậy thì dấu bằng thì nó sẽ xảy ra khi là 3z trừ w nó gấp k lần 3w trừ z với k là một số không âm. K là một số thực không âm thì lúc ấy các em thấy và các em tìm được thôi. Nhưng mà bài này người ta không hỏi dấu bằng. Vậy thì các em sẽ xác định được là m lớn thì bằng căn 52. m nhỏ thì bằng 6. <laughs> Nên m lớn bình <laughs> cộng 2m nhỏ thì bằng 64. nhá. Yeah. Ok. Ở đây thầy có một lưu ý này. Ở đây thầy có một lưu ý nhá. Rồi. Khi tìm được M lớn. M lớn bằng căn 52. Ta biết Ta biết chắc M nhỏ lớn bằng 0 do là P toàn mô mà. Do hai cái mô đun 3Z W lớn bằng 0. Và mô đun của Z 3W lớn bằng 0 Do P lớn bằng 0 đương nhiên rồi Nên từ đó ta suy ra được là M lớn bình phương cộng 2M nhỏ Chắc chắn Chắc chắn nó lớn bằng 50 52 từ đó dựa vào bốn phương lựa chọn thì ta hoàn toàn có thể chọn được là phương án A nào, câu tiếp theo là câu 43. <laughs> Nào. Cho hàm số y bằng x có đạo hàm f x bằng cái này với mọi x thuộc r và m là tham số được chưa? Nhá. <laughs> Rồi, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc cái khoảng từ âm 2023 đến 2024 của m để hàm số y bằng Fx có 4 điểm cực trị. Đấy, hàm số y bằng x có 4 điểm cực trị. <laughs> Thế thì bài này thấy nghĩ là cũng không khó lắm. Bài này các em phân tích thôi, tại vì bản chất là các em làm sao cho f(x) đổi dấu đổi dấu 4 lần, đúng không? Bản chất là các em cố gắng làm sao cho f(x) đổi dấu 4 lần. Thì các em thấy là như này nhá. Các em thấy là như này này. f(x) bằng gì? Nào viết này. f(x) này. Nó nó x mũ 4 này cộng với 3x mũ 3 này. những bài này thì cái tốt nhất là các em nên cô lập m. cộng với 2x bình phương cộng m nhân với cả x bình phương cộng x. Phân tích nhân tử ra Được chưa? Phân tích nhân tử ra các em. Nó là như vậy đấy nhá. Rồi, thì nó bằng gì đây? Nó bằng x bình phương nhân x cộng 1 nhân x cộng 2. Cộng m nhân x nhân x cộng 1. Và nó bằng gì? Bằng x nhân x cộng 1 làm nhân tử chung các em. Thì bên trong còn gì? Bên trong còn gì? Bằng x bình phương cộng 2 cộng m. Được chưa? X bình phương cộng 2 cộng m. Xong rồi. Vậy làm sao để cái này đổi dấu 4 lần nhá. Các em để ý này f x nó sẽ bằng không khi nào? Khi x bằng 0 này. Rồi x bằng âm 1 này. Và thầy xét cái hàm bên dưới này là hàm số gx. Nó là x bình phương cộng 2x cộng m. Đó. Ok. Nó phải bằng không Vậy thì để mà hàm số fx có 4 điểm cực trị. Thì cái phương trình là gx bằng không Nó phải có hai nghiệm phân biệt. Và nó khác không và khác âm 1. Phân biệt nhưng nó phải khác 0 và âm 1 nhé các em nhé Khác 0 và âm 1 Điều này xảy ra khi nào cả lớp Thứ nhất 2 hiệu phân biệt thì đen nó phải Nó phải mang dấu dương Thứ hai khác 0 thì g0 Nó phải nó phải khác 0 đúng không Thứ ba là khác âm 1 Thì g âm 1 nó phải khác 0 Nhá Được chưa Tại sao trong vòng thi mình không nghĩ ra như thế này nhỉ Đấy là do các em chưa luyện nhiều Theo thầy nghĩ cái lý do nếu mà giả sử mà có một cái lý do nào để Biện minh cho câu câu nói đấy thì chỉ có thể là do các em chưa luyện nhiều Các em luyện ít ấy, nó là thế M-1 nó phải khác không, đúng không? M-1 phải khác không, M khác không mà M-1 khác không Đấy, đương nhiên, G không không, M -1 khác không M-1 khác không, tại vì cái thay x bỏ 1 đây Là 1 chứ đi 2 là M-1 khác không, đúng không? Thì cái này tương đương điều gì? Nào, M nhỏ 1 này M khác 0 và M khác 1 M khác 0 thôi là đủ rồi M khác 1 không cần nữa Vậy thì mình sẽ có các giá trị của M thỏa mãn Gồm có các giá trị âm 2022 2, Âm 2021 Chấm nhầm chấm cho đến số âm 1 2022 giá trị nhá. Các em chọn A Đây mới chỉ là câu 43 thôi các em ạ Vất vả phết Đây này chữa vất đấy <laughs> 44 Ừ. đọc đấy nhá. <laughs> Thầy nó bị ngàn mũi Nói nhiều xong bị ngàn mũi <laughs> Nào Cho hàm số fx thì bằng x 5 năm trên 5 Trừ đi x bình phương cộng với m trừ 1 nhân x Trừ đi 4030 với m là tham số và S là tập hợp tất cả các giá trị của nguyên của M để hàm số này nghịch biến trong khoảng từ âm vô cùng đến 2. Các em để ý này. Để ý một tí nhá. Thì ví dụ các em đặt T bằng x 1 đi. Đó. Các em nào đơn giản hóa bài toán trước nhá. Làm đơn giản hóa bài toán thì hàm số này nghịch biến trong khoảng âm vô cùng đến 2. Các em để ý mối quan hệ giữa x và T là mối quan hệ như nào? X chạy từ âm vô cùng đến 2 thì T nó sẽ chạy nghịch biến. Đúng không? T khi x tiến âm vô cùng thì T tiến đến âm vô cùng đồng biến chứ sự X tiến 2 thì T tiến đến 1 và không chạm vào 1. Vậy thì cần tìm m để hàm số y bằng trị độ với ft cộng với 2023. T thôi x là đồng biến nó thuận chiều biến thiên nên ở đây đề bài hỏi nghịch thì nó vẫn tiếp tục là nghịch. Nghịch biến trên đâu? Trên cái khoảng của t. Trên âm vô cùng đến âm vô cùng đến 1. Đó, để chưa? Đấy yêu cầu đề bài là các em cần phải giải quyết vấn đề đấy nhé Rồi, hàm số này nghịch biến hoặc từ âm vô cùng đến 1. Ok, hàm số này nghịch biến ở âm vô cùng đến 1 thì sao? Thì thì bây giờ các em xét cho thầy cái hàm số bên trong dấu giá trị tuyệt đối thì bây giờ nhá, các em để ý đây. Trên khoảng từ âm vô cùng đến 1 đây là 1 đây, ví dụ 1 đây đi. Thì cái phần đồ thị của hàm số trị đối nó nằm trên trục hoành mà nó nghịch biến thì phần đồ thị hàm số y bằng trị đối. Đây là y bằng trị đối của y bằng trị đối của ft cộng với 2023. Nó sẽ như này, đúng không? Đó, trên âm vô cùng đến 1 như này. Nên khi mà các em chuyển sang cái hàm số gốc ấy, là hàm số FT cộng 2023 ấy, thì nó chỉ có hai hình thù thôi. Chúng ta học rồi, nó chỉ có hai hình thù thôi. Một, nó giống hệt như này. Nó cũng là một hàm số nghịch biến như này. Y bằng FT cộng 2023. Hoặc là cái hình thù thứ hai của nó là như nào cả lớp? Hoặc là hình thù thứ hai của nó sẽ là như nào? Nó sẽ, tức là bản chất là các em dùng phép biến đổi đồ thị các em y bằng ft cộng 2023. Đó, bản chất ở đây là mình đang dùng cái phép biến đổi đồ thị các nhé. Đang dùng phép biến đổi đồ thị. Tức là các em đặt câu hỏi là cái đồ thị hàm số là y bằng ft cộng 2023 nó phải như thế nào? Nó để khi mà các em biến đổi đồ thị thì nó ra được đồ thị này. Tất nhiên là hàm số này hàm số liên tục trên nửa trên âm vô cùng đến một âm 1, liên tục trên r luôn ấy. Thì nó phải có trường này thì nó giữ nguyên như vậy, hoặc có trường này thì khi các em lấy đối xứng lên thì nó lại ra trường này. Như vậy nó chỉ có một trong hai trường mà thôi. Nhá. Yeah. Và các bạn lưu ý nào, ở đây rõ ràng là hàm số f của chúng ta là hàm số bậc 5. Được chưa? fx thì các em viết fx cũng được, không không ở đây gì. ft các em viết theo fx cũng được nha. Đây nhá, thôi thầy viết theo fx cho các em dễ hiểu này, không là đang t xong nào x các em sẽ hơi loạn một tí. Thầy viết theo fx luôn đi. Bản chất là như nhau thôi mà các em. Các em chỉ cần sửa cái biến thôi. Như nhau. fx cũng được, ft cũng được. Thôi bỏ qua cái biến đi. fx đi. Như nhau, được chưa? Rồi nhá, nghe này Ở đây các em thấy là hàm số fx của chúng ta là một hàm số bậc lẻ Rõ ràng các em biết được lim của fx Khi mà x tiến âm vô cùng X tiến âm vô cùng thì x mỗi năm tiến âm vô cùng Đúng không? Thì này vào âm vô cùng Nên chắc chắn nó sẽ rơi vào chấm chập này Là ok Còn chấm này là các em Các em loại Tại vì ở trường này Thì khi mà x tiến đến âm vô cùng Thì cái fx tiến đến dương vô cùng cơ Ở đây nó phải tiến âm vô cùng nó phải như này Thì nó phải rơi vào trường này Trường đóng khung này Đúng không? Như vậy bắt buộc nó phải rơi vào trường này Như vậy điều kiện nó là gì? Điều kiện cần đủ là gì? Thứ nhất Đó là hàm số này Nó là hàm số đồng biến trong khoảng Hàm số y bằng fx nó đồng biến nhá, đồng biến trong khoảng từ âm vô cùng cho đến cho đến một và thứ hai nữa là y tại 1 tức là F1 cộng với 2023. Là F1 này, nó phải bé hơn hoặc bằng 0, bằng 0 cũng được, chạm vào trục hoành không sao. Điểm này cái đầu mũ này chạm vào trục hoành không vấn đề gì cả nhá. Yeah. Ok, thì điều này xảy ra khi nào? Thứ nhất là F phải x của chúng ta lớn bằng 0 với mọi x thuộc cái khoảng từ âm vô cùng cho đến 1. <laughs> thứ hai, F1 của chúng ta đâu? 1/5 F1 của chúng ta là 1 phần 5 trừ đi 1 này cộng m trừ 1 này trừ đi um, 4030 cộng 2023 nó phải nhỏ hơn bằng 0. Được chưa? Đó, thì bây giờ các em tính nốt ra thôi nhá. Nào, 1/5 -1, 1 1 4030 cộng 2023. Rồi ok. Như vậy là các em sẽ có được là tương đương với điều gì nào? F' nó là x mũ 4 này trừ đi 2x cộng với m trừ 1 lớn bằng 0 với mọi x thuộc cái âm vô cùng cho đến âm 1. Và các bạn sẽ có được là cái m của chúng ta ấy nó sẽ nhỏ bằng 2008,8. Đó 2008,8. Rồi bây giờ các em tìm min của anh này ra, các em khảo sát em tìm min của Được nhá. min trên khoảng âm vô cùng cho đến âm 1 của cái x mũ 4 này trừ đi 2x trừ 1 xong cộng m nó phải lớn bằng 0 đúng không? Đó. Và đồng thời là m phải bén bằng 2008,8. Đó, bài này trông thì thôi mà tính toán vất hết đúng không? Min thì các em tự làm nhá, tự làm các em khảo sát hàm số ra các em tìm được min cái kia thôi. Thầy viết luôn nhá. x mũ 4 này trừ 2x trừ 1. Rồi. Tới đây các em tìm min min của nó đây là một tới một tới âm một nhá tới một chứ đúng không Thầy viết nhầm đây tới một nhá đây tới một em nhá đây tới 1 tới 1 tới một tới một min tới một, một. một nhá min tới một ok thế thì uh, bản chất là các em sẽ tìm được là m của chúng ta m của chúng ta sẽ lớn bằng cái này là một cộng với 3 trên 2 lần căn bậc 3 của 2. M bén bằng 2008,8. Hoặc cái này có thể Casio ra. Casio ra nhá Kem Casio ra cũng được. <laughs> Casio nó sắp xỉ đâu đó là âm 2,19. Casio sắp xỉ âm 2,19. Được chưa? Rồi. Thế thì bài sẽ yêu cầu là M nguyên đúng không? thì m sẽ nhận giá trị thì cả lớp. Ơ <laughs> ờ, sao lại sao lại thế này nhỉ? Ơ ờ, sao thầy cứ thấy nó cân cấn kiểu gì nhỉ? À 2.19 đâu phải âm. M sẽ thuộc cái tập hợp là 3 này, 4 này, 5 này, chấm 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 cho đến 2008, được chưa? Ôi. <laughs> bài này không khó, ý tưởng thì dễ nhưng mà tính toán nhiều quá. Cái gì đấy? Tính tổng lập phương tất cả các phần tử tổng S Trời đất ơi Quá đáng là vừa nhỉ Bây giờ lại tính tổng lập phương nhá Cần tính cái gì? Trời đất ơi lại thêm bài toán mới 3 mũ 3 cộng 4 mũ 3 cộng 5 mũ 3 Cộng chấm 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 cộng 2008 mũ 3 Tới đây các em có hai cách Tới đây các em có hai cách các em nhé Đây thầy sẽ nói luôn này Tính là 3 mũ 3 này cộng 4 mũ 3 này, cộng 5 mũ 3 này, cộng chấm chấm cộng với 2008 mũ 3. Các em lưu ý là tới đây các em có hai cách, cách số 1 là các bạn dùng Casio và đương nhiên trong vòng thi các em dùng Casio cho nó này. Cách số 2 là các em làm tự luận. Các em dùng cái bộ đề đã biết, bộ đề. Thôi nói là bộ đề đi. Chứ bây giờ làm tự luận bài này là quá tội. Casio như thế nào? Thì nếu mà các bạn làm Casio thì các bạn hãy quan sát vào ở trong đây thầy sẽ cho các bạn quan sát về Casio trông nó sẽ như thế nào nếu mà dùng Casio thì hình thù của Casio nó sẽ như này kem ấn nút Sigma được chưa các em ấn X mũ 3 được chưa các em cho chạy từ 3 cho đến 2008 kem ấn bằng và hãy chờ xem là máy tính sẽ nót được bằng bao nhiêu X mũ 3 wow căng thế nhở rồi kem gắn nó mới A đi rồi, bây giờ các em kiểm tra vào các phương lựa chọn nhé. Thì phương án đầu tiên là 2017 2017 036 2017 036 mũ 2 trừ 9 Xong rồi trừ đi A Để kiểm tra lần lượt từng phương án thôi. Ồ, oh, xong luôn nhé. Đấy, Casio thật là tuyệt vời. Casio thật là tuyệt vời. Casio các em chọn phương án A. Đó, hy vọng là không làm tròn. Casio thì ra được A. Thế thôi. Còn nếu bộ đề ấy Thì thầy nói này có một bộ đề mà các em lưu ý này. Ở đây nếu mà làm cách hai các em lưu ý cho thầy một bộ đề như này. Các em để ý là một mũ 3 cộng với cộng với 2 mũ 3 ấy thì có bằng 1 cộng 2 bình phương cả lớp. Đó là 9 mũ 2 bình phương. 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng với 3 mũ 3 có một tính chất rất là đẹp của của số học như này. Thì bằng 1 cộng 2 cộng 3 tất cả bình phương. Và một cách tổng quát các em sẽ có được 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 cộng chấm 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 cộng L mũ 3. Nó sẽ là bằng gì? 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 cộng N. Tất cả bình phương. Và để chứng minh bộ này này tốt nhất là các bạn dùng quy nạp. Nhá. Ok. Vậy ta suy ra cái biểu thức cần tính ấy. Đó. Nó là gì? Thầy gọi là P nhá. P xong cộng thêm 1 mũ 3 xong cộng thêm 2 mũ 3 ấy. Thì nó chính là 1 mũ 3 cộng 2 mũ 3 cộng 3 mũ 3 xong cộng đến tận 2008 mũ 3. Tức là 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng với 2008 Tất cả bình phương Và cái giá trị 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng với 2008 này bằng 2008 x 2009 Số đầu à, số cuối nhân n, n nhân n cộng 1 trên 2 Tất cả bình phương như này Đúng không? Thì em tính 2008 x 2009 là bao nhiêu? Nó là 2017 Nó là 2017036 bình phương Do đó các em có P của chúng ta Các em lấy cái này trừ 9 nhá Đó, Casio cho nó nhanh Thầy vẫn khuyến các bạn dùng Casio Casio cho nó nhanh Các bạn ạ Nếu mình nghe câu năm này Cho hàm số FX nhận giá trị không âm Và có đạo hàm liên tục trên R Được chưa? Và thỏa mãn điều kiện Các em có được FX bằng cái này À như vậy đây là một cái bài toán Liên quan đến cận chứa biến Cận chứa biến thì thầy dạy các bạn rồi Có những tính chất mà thầy dạy rồi đúng không? Đó trong cái buổi học về tích phân hàm ẩn Đấy các bạn xem luôn Ở trong cái buổi học IC11 IC11 trong khóa Y Cận chứa biến nhá Diện tình phẳng giới hạn bởi các đường là Y bằng FX Y bằng FX Tóm lại là ở trong bài toán này Dựa vào thông tin ở đây Thầy sẽ giúp các bạn tìm được hàm số FX Hoặc chí ít là kem phải cố gắng để khai thác được cái Hàm số FX nó có tính chất gì Đó Thế thì kem nghe này Bây giờ các em có được cái biến ở đây là biến x này Cái ấn tượng đầu tiên khi các bạn nhìn vào vẻ toán này là gì Tự nhiên lại thấy biến x đây Bản chất là các em hiểu là cái hàm số này nó hàm số có tính chất nó nó như này nha Ví dụ F1 của chúng ta sẽ là 2 tích phân từ 0 đến 1 của TFT DT cộng 1 DT Được chưa Rồi 3 của chúng ta thì bằng tích phân từ 0 đến 3 4 thì bằng tích phân từ 0 đến 4 Thì các em tìm được hàm số F này như vậy Đấy để, để ý của đề bài như vậy nhá Thế thì để mà xử lý được hàm số Fx Thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ như sau Thầy sẽ gọi nhá F lớn T là một nguyên hàm của hàm số này bằng nguyên hàm của T nhân với FT cộng 1 DT giả sử F lớn T là một nguyên hàm của hàm số này Đấy thì cứ giả sử F lớn T là một nguyên hàm đi Được chưa? Thì mình sẽ có được thông tin đó là F lớn T đem đạo hàm thì nó bằng T nhân FT cộng 1 TFT cộng T đi, viết là TFT cộng T đi Được chưa? Được chưa? Rồi, tại sao mình làm này? Tại vì lúc đấy mình sẽ viết lại fx dưới dạng là f của f lớn nhá. Lúc đấy ta có này, ta xét này. fx bằng 2 nhân với cả tích phân từ 0 đến x của t nhân ft cộng t d dt thì cái nguyên hàm của anh này là f lớn t thì bản chất nó là 2 nhân f lớn t này cận từ 0 đến x đúng không? Vậy nó chính là 2 lần f lớn x trừ đi hai lần f lớn f lớn không và f lớn không là một hàng số được chưa vậy ở đây Kem em lợi dụng cái tính chất này này để Kem đạo hàm hai vế nhá từ đó ta suy ra được f phải x bằng gì F'X nó là hai lần f lớn x trừ đi hai lần f lớn không Kem mang đạo hàm và đạo hàm anh này chính là hai lần f lớn x đạo hàm còn f lớn không đạo hàm nó là hàng số mất rồi hai lần f lớn x đạo hàm thì ơi em f lớn x đạo hàm đây thì f lớn t đạo hàm bằng cái này thì f lớn x đạo hàm là chính là hai lần x cộng x. Vậy hóa ra bài toán này ý, là chúng ta có được cái giả thiết này. Được chưa? Đó. Vậy thì f'x của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng 2x nhân với cả fx cộng 1. Ok. Thầy phải nhấn mạnh lại cho các bạn ôn lại nhé. Ôn lại một cái vấn đề hơi tổng quát hơn một chút. Nhá. Ôn lại này. Được chưa? Ôn lại vấn đề tổng quát hơn một chút. Đó là gì? Đó là nếu mà hàm số fx của chúng ta ý, nó là tích phân cận từ UX đến x của GTDT -T, hàm số bản kia chính là hàm số GT thì F phải X của chúng ta bằng gì thôi thầy cứ cho trưởng dễ đi nó là hàng số A đấy cho nó đơn giản nhé thì đó là G của G của đây là A thì đây là UX đi G của UX nhân với U phải tại tại X còn nếu mà VX thì các em lại thêm trừ đi G của VX nhân V phải X thôi. Nhưng mà thôi, những bài toán này hệ số bên dưới toàn là cận bên cận dưới toàn bằng 0 hoặc bằng bằng hằng số cụ thể thì các em viết như này. Đây là tổng quát. Mình ôn lại một chút về cái kiến thức mình đã học. Nhá. Đấy thì chính là bản chất nó là bộ đề này này. Đó, chắc qua đây nó thấy là thấy đang chứng minh lại cho các em bộ đề này thôi. Chứ bản chất nó là bộ đề này nhá. Ừ. Được chưa? Ok, bây giờ các em có được F phải X là gì? Rồi, xong bước 1. Như vậy các em đơn giản hóa nhá. Đây là cái bước 1 này. Ít nhất là kem phải làm bước này Là kem đơn giản hóa ra được tới đây Bước số 2 Là từ cái này kem tìm FX Thì đề bài cho kem thông tin là FX nhận giá trị không âm Và có đạo hàm liên tục trên cái âm vô cùng lý do vô cùng Kem có hai cách để làm Một là kem dùng phương trình vi phân tuyến tính Hoặc cách thứ hai là các bạn phân ly biến số Thì thầy thích cách phân ly biến số trong bài toán này hơn các em làm cách nào cũng ra được đáp án nhá Thầy sẽ thích cách phân ly biến số này hơn Ta có là như thế này FX của chúng ta trên FX cộng 1 thì bằng 2 x được chưa? Tại vì fx là nhận là chị không âm nên các em chia thoải mái các em đừng sợ để fx bằng cộng 1 bằng 0 thì sao? Tại vì fx đề bài cho nhận giá trị không âm mà. Thì các em nên lấy nguyên hàm hai vế thì các em sẽ có được nguyên hàm của f về x trên fx cộng 1 dx thì nó bằng nguyên hàm của 2x dx nó bằng x bình phương cộng cộng c. Ở đây cái nguyên hàm anh này này thì thôi cứ viết từ từ ra nha. Nguyên hàm anh về trái này này thì các em đặt fx cộng 1 bằng t cũng được thì dt chính là f dx. Vậy bản chất cái này tương đương với là uh, Đây nhá thầy viết từ từ ra Được chưa Rồi cái này chính là nen của Fx cộng 1 Để bài cho Fx là một hàng là hàm số không âm Thì các em viết này đừng lấy Không cần phải viết trị tuyệt đối vào nữa đâu Thì bằng x bình phương cộng c Bây giờ tìm c kiểu gì Tìm c kiểu gì thì các em để ý này Thường thường ấy khi mà các em tìm c các em phải thay giá trị x bằng bao nhiêu thì bình thường nếu mà đề bài bình thường ấy người ta sẽ cho f ví dụ đề bài cho f0 f1 bằng bao nhiêu đó nhưng đề bài này không người ta cho các em thông tin này vậy thì các em phải khai thác từ thông tin này để các em tìm c thì các em để ý này ở đây cận trên là x cận dưới là không rất đơn giản thôi các em cho x bằng 0 thì ngay lập tức các em có được fx của chúng ta sẽ là tích phân cận từ không đến 0 và cận từ không đến không thì bằng bằng 0 nhá rồi rồi ta có này rồi f0 bằng gì f0 nó bằng hai lần tích phân cận từ không cho đến không của cái hàm số là t nhân với cả ft cộng 1 dt cái này không quan trọng đâu nhưng mà cận từ không đến không thì đương nhiên bằng không rồi nên em thấy x bằng không ở đây nhá từ đó ta suy ra nen của không cộng một này thì bằng không bình phương cộng c vậy các em có c bằng không tuyệt vời đúng không đúng không nen không đúng không f không bằng không đúng không vậy từ đó ta suy ra được là nen của fx cộng một nó bằng x bình phương vậy ta sẽ có được fx của chúng ta bằng e mũ x bình phương trừ đi 1. Xong. Thì đương nhiên em biết nhận là Chị không âm là đúng rồi nhá. Yeah. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường rồi, người ta còn hỏi thêm cái này nữa. Nhá. Yeah. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường là y bằng x fx, y bằng fx và x bằng 1 là gì? <laughs> Bước số 3. Rồi các đường là y bằng x fx này. Nó là x nhân với e mũ x bình phương trừ đi x y bằng gì? f phải x được chưa? bằng e mũ x bình phương đạo hàm thì cái này là e mũ x bình phương nhân với 2x được chưa? vậy thì cái phương trình hoành độ giao điểm phương trình của hoành độ giao điểm các em sẽ có hai này bằng nhau hai này bằng nhau tức là các em có được x e mũ x bình phương à, cộng với x thì bằng không đúng nhỉ? thì các em có mỗi nghiệm là x bằng không thôi được rồi nhá hai này bằng nhau thì x bằng không vậy s cần tìm nó bằng gì bằng tích phân Cận từ 0 cho đến 1 Tại vì đề bài cho y hoặc 1 nữa Được chưa? Của Của cái gì? Hiệu 2 này Hiệu 2 này lấy đến giá trị dương là X nhân với e mũ X bình phương X e mũ X bình phương đúng không? Trừ trừ Cộng với x d, d Được chưa? Rồi nó là tích phân cận từ 0 đến 1 của X e mũ x bình phương dx Cộng với tích phân từ 0 đến 1 của để để Mệt mỏi quá các em ạ. Thôi các bạn tự tính cho thầy nhá. Thầy xem có đáp án đẹp không? Thầy mệt mỏi thực sự với cái bài toán này. Tới đây thì đương nhiên là làm xong rồi đúng không? Nào, x nhân với cả e mũ x bình phương cộng 1. Từ 0 tới 1 đúng không? Em bấm bằng là Tính toán dài quá. Ô, đáp án cũng đẹp hết đấy nhỉ. Nó là e trên 2 à? E trên 2 nhé E trên 2 thì các em chọn A Chọn A nhé Cho một hình nón có chiều cao thì bằng 5 Và diện tích xung quanh Các em nhớ là diện tích xung quanh của hình nón Được tính bởi công thức là pi nhân R nhân N Thói quen thôi, cứ viết ra Bằng 6 căn Nhớ là chúng ta làm những câu cuối Chúng ta không cần thiết Chúng ta cứ phải làm nắn nót vội vội À từ từ Câu nào dễ làm trước thôi Thì các em có R nhân với L Thì bằng 5 căn 6 Các em có chiều cao H thì bằng 5 và mối quan hệ giữa H, R, L là à, từ đó ta suy ra được r nhân với r nhân n chính là căn bậc hai của r bình phương cộng h bình phương đúng không thì bằng 5 căn 6 từ đó các em tìm được r và tìm được n tìm được r ok thôi thầy uh, bình phương hai vế lên xong dùng casio nhá cộng với bao nhiêu đây 25 bằng 5 nhân với căn 6 ok các em tìm được r bao nhiêu bình phương hai vế lên casio xong nhá r bằng căn 5 R bằng căn 5 xong rồi Và N bằng bao nhiêu? Và N bằng căn 30 à? Rồi Biết đỉnh của hình nón Và đường tròn đáy của hình nón Cùng nằm trên mặt cầu S Nào các em để ý này Đỉnh của hình nón và đường tròn đáy của hình nón Cùng nằm trên mặt cầu S Nó sẽ như này Đỉnh của hình nón và đường tròn đáy của hình nón Cùng nằm trên mặt cầu S Thì câu chuyện nó sẽ dẫn đến cái tình huống như sau Đỉnh và đường tròn đáy cùng nằm trên mặt cầu S như này Được chưa Đỉnh của hình nón này và đường tròn này cùng nằm trên mặt cầu S Thì diện tích của mặt cầu S sẽ bằng bao nhiêu? Diện tích mặt cầu S thì cái mà các em cần tìm là tìm bán kính của mặt cầu S Đúng không? Thế thì bán kính mặt cầu S thì các em cắt Xét cái thiết diện của hình nón Cắt bởi một mặt phẳng chứa trục của hình nón Thì nó sẽ thu được một cái tam giác Thì bán kính của hình nón chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác này Đấy nhá Thầy cắt theo một cái thiết diện như này đó. Thì về cơ bản bán kính hình nón chính là bán kính của đường tròn ngoại tiếp của tam giác này. Đúng không? tam giác này thầy gọi đó là tam giác gì đây? Tam giác này thầy gọi đó là tam giác là SAB đi, AB là đường kính. Thì các em sẽ có những cái thông số như sau, đây chiều cao h h bằng 5. Bán kính đáy R R mấy? R bằng căn 5. Cái mà các em cần tìm ấy là tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác SAB. Tam giác SAB là cái cân như thế này. Đúng không? Nào tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB Bằng cách nào cả lớp? Bằng cách nào? Uh, SA bằng gì? SA của chúng ta là bằng L bằng căn 30 đúng không? SA bằng L bằng căn 30 Thế tìm bằng cách nào? Thì các em đều biết là như này này R của chúng ta là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB ấy. Nó chính là bán kính của mặt cầu S Được chưa? Và công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB Các em có thể dùng định lý sin nhá. Thì bằng SA chia cho hai lần sin góc b đây là định lý sin trong tam giác hoặc em có thể dùng công thức abc trên 4 s cũng được nhưng mà làm này thì chắc là nhanh hơn sa bằng căn 30 này cái này bằng sa này trên hai nhân với sin góc này này sin góc này thì bằng gì đây là đây là h nhé hb chia à đâu sh trên sb đúng không nó sin là sh trên sb mà thì cái này bằng s A nhân SB là SA bình phương trên 2 là SH Xong rồi SA bình phương nó là 30 Trên 2 là SH là 2 nhân 10 Bằng bằng 3 Quá đẹp Bằng 3 Từ đó ta suy ra diện tích mặt cầu Diện tích mặt cầu là 4P nhân R bình phương đó, 36 36 pi Các em chọn B Thế thôi <laughs> Câu này thì nhìn phát là các em hiểu ra là hàm mà chữ ngay lập tức Cái tư duy của câu này các em nhìn là các em hiểu được cả à, chúng ta nhìn vào đây chúng ta phải hiểu là chúng ta phải đơn giản hóa cái này bằng hàm đặc trưng đấy là cái mùi hàm đặc trưng rất rõ ràng khi các em luyện nhiều kem sẽ có được những cái cảm quan đấy vậy nghĩ thế nào ra hàm đặc trưng thì thầy khuyên này ở đây bước một là kem đơn giản hóa bài toán đã được chưa là kem xử lý này kem tốt nhất là kem cứ đặt cho thầy cái tử và mẫu nhá đặt a của chúng ta bằng x cộng với 5 y và b của chúng ta sẽ bằng x cộng y thì cái 2x 2y các em biến đổi theo A và B như thế nào Đặc biệt là các em phải dính vào số 3 là tốt nhất Tất nhiên là không thể trừ được Dính vào số 3 chứ các em đừng nhân vào số khác Thì tận, khi các em phát hiện ra các em phát hiện ra này 3B trừ đi A 3B thì nghe, nghe tức là 3x cộng 3y Thì 3B mà trừ đi A các em xuất hiện ngay 2x trừ 2y Đúng không? Đấy là ý đồ bài toán nhá Thì ngay lập tức các em có được 3B mà trừ đi A Sẽ là 3 lần x cộng y này Trừ đi x cộng với 5y này Ngay lập tức các em sẽ có được đây là 2x trừ đi, trừ đi 2y Vậy thì chúng ta sẽ có được là loga cơ số 3 của A phần B. Nó bằng 3B này, trừ đi A này, cộng 1. Tương đương với là loga cơ số 3 của A, trừ đi loga cơ số 3 của B. Nó bằng 3B trừ đi A cộng 1 thế thôi. Đấy, thì cái này tương đương điều gì? Noga cơ số 3 của A cộng với A. Đúng không? Chuyển biến đổi dấu đây. Thì bằng Noga cơ số 3 của B cộng với 1 cộng 3B đi thì ngay lập tức các em đơn giản hóa bài toán được ngay nhá. Rồi okay, chơi. Ok. Cái này tương đương điều gì cả lớp? Loga cơ số 3 của A này cộng với A này bằng loga cơ số 3 của 3B này cộng với 3B. Và tương đương với là A bằng 3B. Đó. A bằng 3B thì 3B trừ A bằng 0 thì cái này tương đương với là 2x trừ đi 2y thì bằng 0. Vậy các em phát hiện ra ạ, wow, hóa ra x bằng y, tuyệt vời. Hóa ra bài toán trông nó có vẻ phức tạp đấy, nhưng mà biến đổi ra x bằng y các bạn dùng Casio cũng được Casio thì em cho một cái là 100 hay 1000 hay là bao nhiêu đó xong các em ship sâu các em ra cái còn lại cũng tương tự như thế nhá dùng Casio cũng được tùy các em nhá. bước số 2 hàm đặc trưng thì các em dùng Casio được nhưng mà thầy không khoái cái Casio lắm tại vì bài này nhìn phát ra luôn mà những bài nào dễ quá thì Casio làm gì tập cái thói quen làm này đi cho đề bài nó không dọa được chúng ta nữa rồi bước số 2 các em có biểu thức P của chúng ta nó là x trừ đi 3 là noga cơ số 3 của y thì đương nhiên rồi nó là x trừ đi 3 là noga cơ số 3 của x đúng không? Mình gọi hàm số này là hàm số hàm số f(x). Ok, thì bây giờ mình khảo sát ra ra nhá. f(x) của chúng ta sẽ là 1 trừ đi 3 nhân với 1 trên x nền 3. Thì nó bằng gì cả lớp? Bằng x nền 3 trừ đi 3 chia cho x nền nền 3. Do đó thì f và x của chúng ta sẽ chỉ có thể bằng 0 xảy ra khi và chỉ khi x của chúng ta bằng 3 chia cho nén nén 3. Được chưa? Ok, thôi bỏ qua này đi. Nhá. Đấy thì các bạn nhìn ra ngay này. Đó, Dạ vậy thì min của min của P xảy ra khi và chỉ khi đã x bằng y và bằng 3 trên n nên 3. Từ đó ta suy ra là 3 phần A cộng với 6 phần B thì bằng 9 phần A bằng 9 phần 3 chia nén nên 3 phần 3 nên nên 3. Đó gì đây? Đoán B đúng không? B. Nói chung câu này dễ đúng không? Cũng dễ mà. <laughs> số phức Z thay đổi cái này học quá nhiều rồi đúng không? Bước 1 cho nó biến đổi W theo Z nhá. Ta có được như này. W chữ đi 2 trên 1 cộng với căn 3i nó bằng Z. Mà đề bài cho mô của Z. Mô của Z chữ đi 1 thì bằng 4 nhá. Từ đó mình suy ra được là mô của Z chữ 1 4 nó bằng mô của Z trừ 1 nó bằng mô của W chữ 2 trên 1 cộng với căn 3 nhân với y đúng không? Xong rồi trừ đi 1 này. Được chưa? Rồi, thì các em nhân chéo lên, nhân chéo lên nó là W trừ đi 2 trừ đi 1 trừ đi căn 3 nhân với y trên 1 cộng với căn 3 nhân với y, được chưa? Đó, nhân chéo lên như vậy. Thì các em sẽ có được ngay cái này bằng mô đun của W trừ đi 3 trừ đi căn 3 nhân y này. Chia cho mẫu thức của chúng ta bằng gì? À mô đun của cái này thì bằng 2 nhá. Vậy thì ngay lập tức các em sẽ có mô đun của W trừ đi 3 trừ đi căn 3 nhân so với y sẽ bằng 8. Như vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức W nó thuộc cái đường tròn đường tròn C có tâm y có tọa độ là 3 này căn 3 và bán kính r bằng 8 bài này có công thức tổng quát nhưng mà nhớ làm gì những bài này nó dễ đâm ra mình dòng dùng cái đầu óc của chúng ta cho việc khác không phải nhớ nhé các bạn để ý này mặt cầu S tiếp xúc với mặt phẳng P đúng không thì độ giai đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu ừ. bài này tìm tọa độ A tìm tọa độ B ra cũng được Nhưng mà nó không hay nắm nhỉ Ok nhá Cách 1 Thôi thầy có nói ra Ok Cách 1 Tùy thôi trong phòng thi các em làm nào cho nhanh Đó. Tìm Tọa độ Của A và B Rồi. Tính được A B Ok Thầy nói cách 2 nhá Cho nó mới mẻ một tí Cách 2 Cách 2 thầy nâng tư duy lại, lại một tí tiếp xúc đúng không? Ok thì các bạn để ý này. <laughs> Đây là mặt phẳng P đi, mặt phẳng P. Được chưa? Và mặt cầu S của tâm là tâm Y có tọa độ là 1 2 âm 1. Vì nó tiếp xúc nên cái điểm A chính là tiếp điểm và độ dài IA bằng căn 6 là R. Đúng không? Và cái vectơ IA các em biết rồi, nó sẽ cùng phương với cả vectơ phát tuyến của mặt phẳng P. Được chưa? Nó là 1 1 2. Rồi. Tương tự như thế, B cũng thế, nên về cơ bản các bạn sẽ hiểu được cái tam giác IAB nó là một tam giác gì? Tam giác IAB. Nó là tam giác cân, tại vì hai cái này đều bằng căn 6. Vectơ IB cũng thế. IB nó sẽ cùng phương với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng Q nó sẽ là 2 âm 1, 1. Vậy nên các em có thể tính độ dài AB thông qua góc giữa hai vectơ này để các em tính định lý cốt nhé. Các em có được AB bình phương thì bằng IA bình phương cộng IB bình phương trừ đi 2 lần IA nhân IB nhân với cốt của góc AIB. Cốt góc AIB. Rồi, IA bình phương nó là ER bình phương Cộng R bình phương là 2R bình phương Trừ đi 2R bình phương nhân với uh, Cốt của góc giữa vector IA và vector IB Được chưa đó. Uhm, Ở đây vẫn còn một vấn đề là mình chưa biết được Cốt góc giữa vector này Nằm cái này không Nằm cái này vẫn dính vào một cái vấn đề em ạ Là em 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 chưa biết được cốt góc giá vector này nó 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 Xét nhá, thôi được rồi, xét Cốt góc giữa LP Và LQ đi, Nằm cái này nó Nó dính vào vấn đề này Bằng LP Nhân LQ Trên độ lớn LP LQ Được chưa? Đó, nó lại có hai trường hợp thế. <laughs> Thầy cứ tưởng cái này ngon nhưng thử ra cái này không ngon lắm. 2 cộng 2 là 4 1 là 3. 3 trên mẫu thức là 6 à? Bằng 1/2. Đó. Nó bằng 1/2. Thế bằng Như vậy ta suy ra cos của góc giữa vectơ IA và vectơ IB nó bằng 1/2 hoặc bằng âm 1 phần 2 Nó có thể là số đối cơ Thế mới cay nhỉ yeah. Thế mới cay Rồi AB bằng gì AB sẽ bằng à, Căn 2 lần R Nhân với 1 trừ đi cốt Của IAIB Thôi nói chung cách này không hay bằng cách kia Thôi làm cách kia cho nhanh nhé các em nhé Thì à, làm cách này cho mới lạ một tí thôi Căn 6 2 nhân căn 6 nhân với 1 trừ 1 phần 2 Hoặc là bằng căn 2 nhân căn 6 1 cộng 1 phần 2 Thì các em kiểm tra vào phương án lựa chọn thôi Ok, đây là căn 12 chia 2 Nó bằng căn 3 Còn đây là căn 12 nhân với 3 phần 2 Nó bằng 3 căn 3 Hy vọng là không có phương án nào nó cùng như này thì thôi toàn căn 3, 3 căn 3 mày quá không có phương án ở 3 căn 3. Đấy. Không có phương án nào ở 3 căn 3. Thôi các em làm cách 1 đi nhá. <laughs> Thôi thầy mình lưu ý thêm này. Lưu ý này. Lưu ý này. Nên làm cách 1. Và các em lưu ý thêm một điều nữa, có công thức tính nhanh, có công thức dùng Casio tính nhanh cái hình chiếu. Thầy đã dạy các bạn trong khóa học rồi. Thì các em làm này thì nó sẽ nhanh hơn. Cụ thể các bạn chỉ cần dùng Casio là các bạn đủ để tính nhanh được hình chiếu từ điểm Y xuống mặt phẳng mặt phẳng P nhá. Dùng Casio như thế nào? Thì đây thầy sẽ chỉ cho các bạn sơ sơ. Bây giờ các em muốn quan tâm đến hình chiếu của điểm Y xuống mặt phẳng P. Đó, thì các bạn sẽ làm như thế này. Các em nhập vào âm, cái này thầy dạy các bạn rồi đấy. Ví dụ mặt phẳng P nhá Thì là x cộng với y cộng với 2z cộng với 5 Chia mẫu thức là A bình cộng B bình cộng C bình đúng không Đó, Đó thì viết này cho các em dễ hiểu thôi Chứ còn thực ra bên dưới nó các em tính nó là 6 Hệ cái tọa độ điểm y là 1 này 2 này Đây là âm 1 này Xong các em gán nó với T Hoặc gán nó với x cũng được gán nó với x nhá Sau đó các em nập nhập này 1 cộng x là tọa độ của điểm A sẽ là 0 2 cộng x là tọa độ điểm À tung độ của điểm A là 1 Và âm 1 cộng 2x là cao độ của điểm A là 3 như vậy 0 1 âm 3 nó rất là nhanh đó. cái này thì thầy đã dạy trong khóa học rồi các bạn có thể tính chậm cũng được nhưng mà nên tính nhanh như vậy thì nó sẽ nó sẽ tốt hơn được chưa ô 49 thì tính nhầm à thôi chết rồi căn 3 là sai à R mà như R căn 6 đúng không? Thôi chết rồi căn 2R nhân với à đây là căn chứ nhỉ trời đất ơi là trời đoạn này là căn nhá thiếu căn thiếu căn thiếu căn thiếu căn đoạn này thiếu căn nhá các em nhá đoạn này thầy thiếu căn đúng không thì cái đầu tiên đấy nó sẽ là cái này là căn 6 này sửa lại thêm một tí nhá thiếu căn thế đấy đây là căn 12 nhân với căn của 3 phần 2 là 3 căn 2 thì các em kiểm tra xem là có đáp án nào là căn 6 mới 3 căn 2 không Căn 6 không có may quá 3 căn 2 chọn B Bài này chọn B nhá Chỗ này thầy thiếu mất căn Thiếu mất đoạn căn ở chỗ này này Được chưa ờ, Bây giờ các em làm thế nào bài toán này bây giờ Có hai nghiệm phức phân biệt Thì các em nhớ là nghiệm thực cũng là một số phức thôi nhá Những bài như này ý, Tốt nhất là các em đặt cho thầy cái này cho nó gọn này Tại vì cái hệ số tự do nó là cái mô đúng của M cộng 1 Bằng A Đó cái này chỉ cần là cho gọn thôi, mục đích là cho gọn thôi Chứ không có mục đích gì cao siêu Đặt cho nó gọn Rồi Ok Ta luôn luôn có được như này Z1 cộng Z2 tổng hai nghiệm âm B phần A là tổng hai nghiệm bằng 10 Và tích hai nghiệm Z1 nhân Z2 bằng C phần A Đúng không? C phần A nó là chỉ độ M chỉ 1 Và bằng bằng A Cái này lớn bằng 0 nhá Lưu ý Được chưa? Tại vì M là một số số thực Được chưa? Và các em có được cái delta Phẩy bằng 25 trừ đi a đúng không b phải bình trừ ac thì những bài toán về phương trình hợp số phức này thầy luôn luôn dạy các bạn là có hai trường hợp nhá các em nên xét hai trường hợp trường hợp một đó là a nên ta phải nó mang dấu gì mang dấu dương đó thì nó sẽ có hai nghiệm thực phân biệt khi đó này khi đó nhá khi đó này Z1, Z2 là các số các số thực đúng không? Thì rõ ràng là tổng dư, tổng dương và tích của chúng thì không âm nhá. Vì là Z1 cộng Z2 lớn không. Z1 Z2 thì lớn bằng không. Nên cả hai số này đều là hai số không âm. Cả hai số này đều hai số không âm. Do đó ta sẽ có được cái trị tuyệt đối của Z1 cộng với trị đối Z2 chắc chắn rồi, nó sẽ là Z1 cộng Z2. Và Z1 cộng Z2 bằng 10 là một số nguyên dương thỏa mãn luôn Vậy nên trường này Tất cả các cái trường này đều thỏa mãn Nên bây giờ kem đếm xem có bao nhiêu giá trị M Để sao cho Đó, Bây giờ kem đếm này Bây giờ các em đếm này Đếm M này Đó để sao cho trị độ M chữ 1 A này Nhọn 2 năm Được chưa Trị độ M chữ 1 nhọn 2 năm Thì các bạn để ý này Cái này tương đương điều gì Đó, Tương đương với là âm 20 năm Bé hơn M chữ 1 bé hơn 20 năm đúng không? Thì tương đương với âm 24 bé ăn m và bé ăn 26. Mà đi bài bảo là m của chúng ta thuộc cái đoạn này. Do đó thì m của chúng ta sẽ nhận ra giá trị gì? Bắt đầu từ âm 10 đúng không? Đúng nhỉ? Âm 10 đúng không? Đúng không? À, âm 9 chấm 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 cho đến bao nhiêu đấy? Cho đến số 20 uh, 25 à? Hết rồi. Ok. Chiều số 2. Delta phẩy mà âm. Nhớ Delta phải không để bằng không nhé, tại vì đề bài bảo là hai nghiệm phức phân biệt. Thì delta phải không thì bằng không, bằng không thì nghiệm phức là giống nhau rồi, nghiệm kép. Delta phải âm thì cái này là a lớn 2 năm. Được chưa? Lúc này các em phải quan tâm xem là, lúc này z1 và z2 sẽ là hai số phức liên hợp, tại vì các hệ số của cái phương trình của chúng ta là các hệ số thực. Delta âm nhá. À, thì khi đó z1 và z2 là hai số phức liên hợp. là hai số phức liên hợp. Đương nhiên rồi, là hai số phức liên hợp, đúng không? Mà các bạn lưu ý này, cái mô môđun của z1 bình phương đi thì nó bằng gì cả lớp? Bằng z1 x z1 ngang. Thì đương nhiên rồi, nó bằng z1 nhân với z2. Và z1 z2 là tích hai nghiệm bằng c/a thì nó bằng bằng a. Được chưa? Đó, a nó chính là trị độ m 1 ấy, mình đang nói trị độ m 1 ấy, ý là như vậy nhá. Yeah. Rồi, đó. Thì ta suy ra mô đúng của Z1 bằng căn bằng 2 của A. Mà mô đúng của Z2 bằng mô đúng của Z1 đương nhiên. Thì ta có mô đúng của Z2 cũng sẽ bằng căn bằng 2 của A. Vậy thì mình sẽ có được cái điều như sau. Mô đúng của Z1 cộng mô đúng của Z2 nó bằng 2 căn bằng 2 của A. Và số này cần phải xử lý vấn đề là số này là một số nguyên dương. M là một số nguyên nên số này là số nguyên dương khi và chỉ khi là trị đổi M 1 nó phải là một số chính phương nhé các em nhé. Và chính phương và số này phải lớn hơn năm Lớn hơn 2 năm. Lớn 2 năm để đảm đảm bảo điều kiện A lớn 2 năm mà. Một số chính phương lớn 2 năm. Mà các bạn biết được như này này. Cái M của chúng ta thuộc cái đoạn M 1 của chúng ta thuộc cái đoạn từ âm 11 đúng không? Cho đến 100. Nên ta sẽ có chỉ đối M 1 Nó thuộc cái đoạn từ 0 cho đến 10 Được chưa Mà là một số chính phương lớn 2 năm Mà lại thuộc cái đoạn từ 0 cho đến 100 chứ À chỉ đối M 0 đến 100 xin các bạn Từ đó ta suy ra chỉ M 1 Chỉ có thể nhận giá trị là gì Nào số chính phương lớn 2 năm mà lại nhỏ 100 Nhỏ bằng 100 thì các em có được số 6 bình này Số 7 bình Số 8 bình này Số 9 bình này Số 10 quê bình Được chưa Nhá Ok Được chưa Ok, nó Vậy thì M của chúng ta chỉ có thể nhận giá trị là gì? M trong trường này các em có thể lấy thêm được các giá trị nữa Đó là M 1 thì bằng 6 bình 36 là 6 bình cộng 1 này 7 bình cộng 1 này 8 bình cộng 1 này 9 bình cộng 1 này Và 10 bình cộng 1 Nếu ý là vì là M nhỏ lớn mà ở 10 Nên các em không nhận được các cái giá trị còn lại Bản chất là như này nhé Bản chất là như này này Bản chất là à, bản chất là như này M của chúng ta nhận giá trị từ âm 10 cho đến 101 Thì cái trị từ đó M 1 ấy Nó sẽ có một điểm cực trị là điểm 1 đây Nó nhận giá trị từ 11 Đi về số 0 và đi lên đến 100 ở đây Đó, nó bắt đầu từ số 11 ở đây Được chưa? Đi về số 0 đến 100 Vậy thì ở đây kem có các giá trị là khi mà các em xét cái 6 bình, 7 bình, 8 bình, 9 bình, 10 bình ấy. Đây, ví dụ đây là 6 bình Thì nó cắt thì có, chỉ có một giá trị của m thỏa mãn thôi, kiểu như thế thôi nhá. Những cái trường bên này thì không được nhá. Rồi 7 bình cũng thế, 8 bình, 9 bình và 10 bình cũng thế. Rồi. Vậy ở đây mình nhận thêm mấy giá trị nữa, 1 2 3 4 5. 5 giá trị nữa. 5 giá trị cộng với cái um, 25 trừ đi âm -10 cộng 1 36 cộng 5. Vậy số giá trị của m thỏa mãn Đầu tiên chập 136 chập dưới 5 bằng 41 giá trị đúng không nhỉ? 1 2 3 4 5 kiểm tra lại cho chắc. À, mệt thế, 41 giá trị đúng cả lớp nhá. Bài này khó phết đấy. Khó phết, khó phết.